con làm sao vậy hả? Thì lúc đầu á, con thả con vịt xuống nước để dụ thằng Út, nhưng mà không ngờ thằng Tư nó lại xuất hiện, là con thấy thua rồi. Nếu mà con không nhanh nhanh ra tay á, thì con nụ nó dắt thằng Út về là công cốc luôn. Mọi chuyện cũng do thằng Tư tài lanh nên mới rớt khoe như vậy. Tự nhiên nó nhảy xuống cứu thằng Út làm gì? Làm hỏng kế hoạch của con. Tức thiệt. Mình ơi, mình à, mình ơi. Mình ơi, vô đây. Mình ơi, mình à. Nè, cái lúc mà con xô thằng Út xuống, nó có nhìn thấy mặt con không? Chắc chắn là nó sẽ thấy. Như vậy, khi mà nó tỉnh lại, nó sẽ khai ra lúc đó chết 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 cả đám. Vậy giờ sao hả má? Ông thầy ông bắt mạch cho nó, ông nói là nó không có bị hại gì hết. Nếu nó không bị hại gì hết, thì bây giờ mình phải làm cho nó có hại. Giờ làm sao má? Bây giờ mình tính sao đây má? Chuyện này cứ để đó, để má lo cho. Phải làm cho nó không thể tỉnh lại và khai bậy bạ nữa. Vậy vậy bây giờ làm sao cho nó không tỉnh lại hả má? Con bớt nói đi, đi ra ngoài kêu quản gia vào đây cho má. Dạ thưa bà, gọi tôi. Tôi mới tiễn ông thầy ra cửa. Ông nói là cậu Út không sao. Nè, ông đừng quan tâm tới mấy việc đó. Bây giờ tôi cần ông lo việc này cho tôi. Ông cầm ít bạc này xây xài với người ta. Dạ thôi, tôi nợ bà một mớ bạc hơn mười mấy năm nay chưa trả nổi. Nếu không có số bạc của bà đưa thì tôi bị cái bọn sòng bạc tụi nó giết chết rồi quăng xuống sông rồi. Xét ra tôi cứu ông lần đó cũng không vô ích. Nè, ráng mà trung thành với tôi. Tôi không bạc đãi ông đâu. Cứ cầm số bạc này rồi làm theo ý tôi đi. Chị chỉ là đẩy thuyền theo nước thôi. Thằng Út không có đắc tội, nhưng má của nó thì có. Chị vẫn còn nhớ hoài cái ngày em về đây. Cái mình trẻ đẹp ông thương nên đứng sau lưng suối ông phế chị. Cũng may chị cao tay nên mới còn sống tới giờ này. Cái hận này chị không bao giờ quên được. Ủa, ông, sao hôm nay ông lại qua đây? Không lẽ tôi qua đây ngủ không được sao? À, dạ, dạ được, được chứ. Tại cả tháng nay ông cứ ở miết bên phòng em Năm nên tôi không có mua trầm hương đốt cho nó thơm phòng. Để ngày mai tôi sai mấy đứa nhỏ mua đốt cho ông dễ ngủ. Mà ông nè, phận làm lớn á thì tôi hiểu chuyện, nhưng mà còn em Ba, em Tư thì có vẻ buồn lắm đó.
Từ lúc em Năm về nhà này, ông cứ ở miết bên phòng em Năm mà ông không đoái hoài với họ. Họ tuổi thân lắm nhưng mà họ không dám nói. Có gì đâu mà tuổi hổ. Mấy bà thì có con hủ hỷ, em Năm á thì dò dỏ một mình đêm thâu. Tôi qua đó cũng hợp tình hợp lẽ mà. Vả lại tôi cũng muốn em Năm á sinh thêm cho tôi một đứa nữa, cho vui cửa vui nhà mà. Dạ, thì em cũng nói với họ những điều phải trái, nhưng mà ông phải hiểu. Phận đàn bà mà, tránh sao mà không có phút chạnh lòng. Mà thôi, em không nói nữa, để cho ông ngủ. Rồi ngày mai ông thức dậy, em sẽ pha trà qua lại cho ông uống. Dạ, ông ơi ông, ông ơi. Dạ thưa nè, bà hai. Có chuyện gì mà sùm vậy? Dạ tôi tìm ông. Nè, ông ngủ rồi, có chuyện gì không? Dạ bà Năm bị trúng gió nên bà thấy mệt trong người. Thì bà về cạo gió cho bà Năm đi, để ông ngủ rồi sáng mai tính gì thì tính. Thôi được rồi, để tôi qua phòng em Năm coi làm sao. Bà đi vô ngủ trước đi. Đi. Dạ thưa bà tôi đi. Chị hai, bộ chị bệnh hay sao mà thần sắc của chị không được tốt, có nếp nhăn trên trán nữa kìa. Chị, lúc này chị ngủ có ngon không? Đàn bà con gái mà mất ngủ thì sắc diện mau xuống lắm đó chị hai. Tôi nghe bà Vú nói hôm qua cô bị trúng gió, đúng không? Dạ phải. Tự nhiên thấy thấy ớn lạnh từ đầu xuống tới chân, giống như là bị trúng gió độc vậy đó. Vậy à? Rồi bây giờ khỏe chưa mà cô ra đây? Dạ em cũng khỏe rồi. Mai á là nhờ có ông qua cận kề chăm sóc em cho nên á em thấy khỏe. Chắc tại em thiếu hơi của ông hay sao á chị. Em cũng có lỗi với chị hai quá. Ông qua ngủ với chị có một đêm mà lại bị em làm phiền. Chị đừng có buồn em nha chị hai. Má, thằng Út sao rồi má? Thầy bác mạch nói thằng Út đã qua cơn nguy kịch rồi. Vậy thì đỡ quá, để chút xíu nữa con qua thăm thằng Út. Còn con nụ thì sao hả má? Thôi mà con đừng có xen vô chuyện của má Năm nữa. Còn nghe má hỏi nè, có phải lúc con đứng nói chuyện với con nụ, thằng Út không có ai coi ngó nên rớt xuống sông phải không? Phúc Điền à, chuyện này anh ba con mà biết được thế nào con cũng bị rầy la cho coi. Ngay cả má đây nè cũng bị người ta nói nặng nói nhẹ là không biết dạy con đó. Dạ thưa má, con biết lỗi của mình rồi, nhưng mà tình hình lúc đó thì ra là... Thôi, má không cần con giải thích gì đâu. Con nên tránh xa con nụ, chứ không lại mang tai mang tiếng khổ lắm con à. Kìa má, sao má lại nói vậy? Cô ấy đâu có làm gì nên tội đâu mà mình phải tránh xa cô ấy như bị cùi hủi vậy. Má đừng theo hùa những người trong nhà rồi rẽ rúng cô ấy. Phúc Điền à, con đã sống trong cái nhà này từ nhỏ tới giờ, con cũng biết rõ thân phận của má con mình rồi phải không? Khi cha con còn sống,
Má con mình cũng đâu có vai vế gì, huống chi bây giờ cha con đã khuất thì mình càng bị chèn ép ức hiếp nhiều hơn. Nói thiệt với con, nếu không vì con, má không muốn sống trong cái nhà này một ngày nào nữa hết á. Má, nhưng mà má không có ghét con nụ, nhưng mà má có linh tính, nó sẽ đem những điều không may mắn tới cho người nào gần gũi nó. Thí dụ như thằng Út đó, con thấy không? Con à, việc của con bây giờ là phải chuyên tâm học hành. Cha con rất mong con đỗ đạt làm quan, nhưng đối với má, con chỉ cần học những điều hay lẽ phải từ thầy Nhân, là một người tốt là má mãn nguyện rồi Phúc Điền à. Dạ, con xin nghe theo lời má. Chuyện học của con á, là tâm nguyện của cha, và ông cũng đã ghi rõ ràng điều đó trong chúc thư. Má cũng không có hàm chi cái phần gia sản cha con để lại. Má chỉ muốn con được hưởng phần thuộc về mình, để sau này có cái mà lo cho tương lai. Dạ, con sẽ luôn ghi nhớ. Con hứa là con sẽ không làm cho má lo lắng nữa đâu. Ừ, nhưng mà còn việc này nữa. Chuyện gì vậy má? Thế nào anh ba con cũng biết chuyện, con liệu tìm lời phân tỏ, con đừng để cho anh ba con giận nghe chưa? Dạ, con sẽ có cách nói chuyện với anh ba. Con về phòng nha má. Ừ, má nằm nghỉ đi. Nhớ lời má dặn nghe không? Dạ. Dạ lão gia. Tiểu thư sao rồi? Dạ tiểu thư. Lão gia. Cha vừa qua làng Mộc gặp thầy Nhân. Cha qua đó để làm gì? Cha muốn xin thầy cho con ngưng học. Con không muốn ngưng học. Cha, cho con qua lại làng Mộc đi cha. Nếu được đi học á, con sẽ không còn ủ dột phiền não như thế này nữa đâu. Con đừng có gạt cha. Con quay lại đó không phải vì muốn học, mà vì muốn gặp Phúc Điền, tri âm tri kỷ của con, đúng không? Sao cha biết Điền huynh? Cha còn biết nhiều chuyện hơn nữa kìa. Cha đã vượt đường xa qua tận làng Mộc để xem mặt mũi cậu ấy ra sao, mà khiến cho ái nữ của ta phải đảo điên như thế này. Cha. Nhưng tiếc là cha không gặp, vì cậu ấy đã quay về cố hương. Ai nhi, cha không hiểu nổi vì sao con lại nặng lòng với một người không rõ gia cảnh gốc gác như vậy chứ. Cha không thể yên tâm, tin tưởng chút nào cả. Cha, gia cảnh của Điền huynh không có gì khuất tất đâu. Con tin người như Điền huynh á, không phải là hạng người gian dối. Chỉ vì khó xử cho nên không tiện nói ra. Nếu thật sự là người ngay thẳng thì không có việc gì phải che giấu. Trừ khi có chuyện không muốn cho thiên hạ biết. Chắc con cũng biết, con cái những nhà gia đình có liên quan đến tội Nhân hay là Phường Thảo Khấu thì thường không có dám nói ra gia cảnh của mình. Điền huynh chắc chắn không phải là như vậy rồi cha. Như vậy là do thân phận thấp hèn cho nên mới tự ti mặc cảm, sợ nói ra huynh đệ chê cười nên sĩ diện chứ gì. Cho dù Điền huynh có thân phận thấp hèn thì cũng đâu phải là người xấu đâu cha. Nhưng mà có thân phận đó mà dám đè bồng thì cũng là có ý đồ xấu rồi. Cha chỉ sợ là con bị gạt thôi ái nhi à.
Con còn non nớt, sao hiểu được lòng người ở ngoài kia. Họ biết con là tiểu thư thiên kim lá ngọc cành vàng, nên cố tình tiếp cận, lấy tình cảm để mưu cầu tư lợi thôi. Nhưng Điền Quân có ý gì với con đâu? Sao cha lại đi xem mặt xem tướng người ta như vậy? Nó không nói ra thì cũng chỉ là đùa giỡn tình cảm với con thôi. Nó không xứng đáng để ái nữ Ngô gia này nặng lòng thương nhớ. Nè, con hãy tỉnh táo mà nhận ra chân tướng của kẻ có ý đồ xấu đi. Ý đồ gì thưa cha? Còn với Điền huynh, chẳng qua là huynh đệ tâm đầu ý hợp, thường cùng nhau đàm đạo văn chương. Huynh ấy chỉ chép thơ để tặng con, chưa hề làm gì vượt quá gia phong lễ giáo. Mà sao cha lại nói Điền huynh có ý đồ? Nó đang thả dây dài để câu được con cá lớn. Những con tép riêu khôn lõi như nó ta đã thường gặp trên thương trường rồi. Con đừng vì một người không xứng đáng mà mặt ủ mày ê, rồi tự làm khổ mình. Con là Ngô tiểu thơ, con gái của thương buôn danh tiếng, thì thiếu gì Dương Tôn công tử cầu cạnh. Tội gì con phải tự hành hạ mình bởi một kẻ khố rách áo ôm chứ? Cha, nếu như cha còn nói những lời đó về Điền huynh, con sẽ không nói chuyện với cha nữa. Con Trung Điền, con về rồi đó hả? Má trông con từ sớm tới giờ, con biết chuyện gì chưa? Nhà mình mới xảy ra chuyện đó. Thằng Út nó bị té xong. Trời ơi, bây giờ nó nằm mê man ở trong nhà. Trời ơi, thằng Út nó đi đâu mà bị té xong vậy má? Ừ, ai coi ngó nó kiểu gì kỳ vậy? Thì tất cả là tại con Nụ chứ ai. Nó ham chơi nó bỏ mặt thằng nhỏ đó. Mà nói nào ngay là cũng do thằng Tư nữa. Nếu mà nó không ghé chơi, nó không nói chuyện với con Nụ á, thì đâu có tới nỗi mà thằng nhỏ phải gặp nạn như vậy đâu con. Thằng Tư nó cũng về rồi sao má? Ừ, nó mới về hồi trưa đó con. Chuyện là vậy nè. Ồ, nè, sao không đứng nghe má kể? Cậu ba chắc lúc này bận bịu công việc dữ lắm, nên hình như hơi ốm thì phải. Mình phải nấu mấy món ngon để tẩm bổ cho cậu ba mới được. Người ta nói nghe, đàn ông á, có giỏi giang tài trí hay không á, một phần cũng nhờ vào người đàn bà chăm sóc á, lo cho từng miếng ăn, giấc ngủ. Không biết hàng ngày á, cậu ăn đồ ăn mình nấu có ngon miệng không ta? Cậu có biết á, là mình gửi trọn tình cảm trong từng chén cơm, tô canh không nữa? Dạ thưa anh ba, em mới về. À, em ngồi đi. Dạ. Anh cũng tính qua phòng của má Tư để gặp em đó. Xem lại về lúc này, còn chuyện học của em sao rồi? Dạ cũng tốt anh ba. Em về thăm nhà với em muốn thưa chuyện cùng anh. Ừ, nè, học hành cũng phải có chừng mực. Anh thấy em xanh xao quá, lao tâm khổ trí do học, hay là tơ tưởng tới người ngọc nào mà nhìn gầy rạc như vậy? Tư nè, em phải nhớ những gì cha dặn trước lúc lâm chung. Trọng trách của em với dòng họ của mình rất nặng nề đó. Dạ, em chưa bao giờ quên lời ủy thác của cha và kỳ vọng của anh đối với em. Em có chuyện này muốn thưa với anh. À, anh cũng vừa mới nghe má nói qua, nhưng mà anh không rõ nguồn cơn. Em á, là người có ăn có học, thấu tình đạt lý, nên chắc biết phân biệt phải quấy. Bỏ cái nhỏ để lo việc lớn đi. Thôi, mấy chuyện tầm phào bỏ qua đi. Anh em mình qua phòng thằng Út coi sao. Dạ anh ba. Mà thôi, em để mình anh qua đó được rồi.
em qua lúc này cũng không tiện. Dạ. Em xin phép anh ba cho em về phòng. Ừ. Út ơi, tỉnh dậy đi con. Mau tỉnh dậy với má đi con. Má Năm, thằng Út đỡ nhiều chưa má Năm? Nó cứ nằm thiêm thiếp từ chiều tới giờ. Nhìn em con tội lắm. Má Năm chưa ăn uống gì hết phải không? Lòng dạ nào mà má ăn được chứ. Thằng Út nó đang bệnh, má lại càng phải ăn uống nhiều để có sức khỏe mà lo cho em nó nữa chứ. Thằng Út đã qua cơn nguy kịch rồi, con nghĩ không sao đâu. Con đã dặn bạn Hàng đem thuốc bổ từ Tây Dược về để cho em tẩm bổ. Nghe nói là uống được thứ thuốc đó em sẽ mau hồi phục lắm. Má cảm ơn con. Út ơi, dậy đi con. Anh ba của con vô thăm con nè Út. Con dậy mà nói chuyện với anh ba của con nè Út. Tội nghiệp em con lắm ba. Nó cứ nằm thiêm thiếp như vậy đó. Thôi, má cứ để cho em con ngủ đi. Khi nào em con khỏe báo cho con biết. Con về phòng đi. Má cảm ơn con. Dạ. Dạ cậu ba. Xin lỗi cậu ba. Cậu ba có sao không cậu ba? Trời đất ơi, lại cũng là mày. Dạ. Đồ người thân mất nết. Tại sao cái nào mày cũng làm không đàng hoàng hết vậy? Đúng là cái đồ sớm xác. Tao cũng không hiểu sao trước đây tao lại giao cậu Út cho mày nữa. Mày đúng là sao quả tạ mà. Mày cứ đi theo mày ám con tao hoài như vậy hả? Ba, ông đi đâu đây? Bà Năm kêu tôi tới lấy thuốc cho cậu Út. Tôi đã nói rồi, cậu Út không sao mà. Thì tại cái tánh của bà Năm lo xa thái quá vậy thôi. Vậy thôi, tôi với ông cùng về. Thôi khỏi đi. Đưa thuốc ở đây tôi mang về cho. Đưa đây. Nè, bà của ông nè. Đó. Ủa, sao đưa chi nhiều vậy? Chỉ có 5 tiền thôi mà. Thôi cứ cầm lấy, coi như là thưởng công cho ông. Vậy thôi, cảm ơn ông nhiều nghe. Mà cái thuốc này uống bao lâu vậy thầy Năm? Khoảng nửa tuần trăng. Khi uống thuốc hết, tôi sẽ quay lại bắt mạch và hút thuốc khác cho cậu Út. Thôi, khỏi đi. Khi nào đến ngày tôi sẽ qua ông tôi lấy. Sao vậy? Thì bà Năm bà dặn vậy mà. Thôi vậy cũng được. Vậy tôi về nghe. Dạ. Chào ông. Nụ. Dạ. Nè, thuốc của cậu Út đây. Mày mang vô mày sắc cho cậu uống. Uống ngày 3 lần, sáng, trưa, chiều. 2 chén nước á, sắc còn nửa chén là được rồi. Ủa, mà thầy Lan đâu rồi ông ba? Ông tới, ông đưa đồ rồi ông về liền. Ủa, sao thầy không đem vào mà lại đưa cho ông? Nhỏ này, thì tại có người bị bệnh nặng, rồi kêu ông gấp nên ông mới quay về. Vậy tại sao ông không chịu? Đà,
cái tật mày tài lắm, nhiều chuyện cứ gây quả hoài mà mày chưa tởn hay sao? Nói vậy thì nghe vậy đi. Dạ tôi biết rồi. Nè chưa nghe tao dặn nè, nếu bà Năm có hỏi á thì mày nói là thầy thuốc đưa cho mày, chứ đừng nói sang tay qua tao, nghe chưa? Sao phải nói vậy? Thầy đưa cho ông ba mà. Lại nữa, cái tật tập mạch cũng không bỏ. Mày nói vậy có chết chóc ai không? Mày cứ nói mày nhận từ thầy Lan là được rồi. Rồi, thôi đi đi. Thuốc đó không phải thuốc độc đâu mà mày lo. Nó không có làm cho cậu Út chết liền đâu. Chỉ làm cho cậu ấy mê mà không có tỉnh lại thôi. Cớ gì thằng Út nó uống thuốc mấy bữa nay rồi, vậy mà sao nó vẫn chưa tỉnh lại? Tôi thấy lo quá Du à. Cũng tại cơ địa của cậu yếu, nên cũng cần phải có thời gian thì thuốc nó mới thấm được. Bà đừng có xót ruột quá. Cậu Út á, uống thuốc nam á, thì cũng phải từ từ. Vài bữa thì cậu Út cũng khỏe lại thôi mà. Nụ. Dạ. Mày mau đút thuốc cho cậu đi. Dạ. Sao vậy con? Con ráng uống thuốc đi. Con mà cứ như vậy hoài làm sao mà má sống nổi? Sao mà nó không nuốt thuốc vô mà cứ trào ra ngoài vậy? Có khi nào thầy Lan bốc thuốc không đúng không? Đích thân thầy khám rồi tự tay thầy bốc thuốc thì làm sao mà lộn được hả bà Năm? Hay là ông già rồi ông lẩm cẩm? Không được đâu, cứ để thằng Út như vậy hoài là không được rồi. Bà Vú. Dạ. Bà mau đi kêu thầy Lan quay lại khám liền coi. Ừ, dạ bà. Bà khoan đã. Ừ, dạ. Bà lại đây. Đừng kêu thầy Lan cũ nữa. Bà qua làng bên kêu thầy Sửu. Nghe nói ổng khám bệnh cho con nít mát tay lắm. Bà đi đi. Dạ. Dạ xin lỗi bà Hai. Năm nè, có chuyện chi mà bà Vú luống cuống dữ vậy? Thằng Út nó không thuyên giảm chút nào hết. Đã vậy mấy ngày nay nó uống thuốc mà cũng không tỉnh. Em thấy lo quá nên mới nói bà Vú qua làng bên kêu thầy Sửu về chữa cho thằng Út. Ủa, sao em không kêu thầy Năm hôm bữa? Em thấy thầy Lan cũ khám không có hết nên mới kêu bà Chính qua mời thầy Sửu bên làng bên coi sao. Em Năm nè, chuyện của thằng Út thì không thể nào trông vào thuốc thang được. Cho dù bây giờ em có mời 10 ông thầy Lan tới thì cũng như vậy thôi. Chị tính bàn với em chuyện này. Chị có chuyện chi á thì cứ nói, chứ cớ sao lại trù thằng Út nhà em như vậy? Em mà, em cứ bình tĩnh nghe chị nói. Bữa nay thấy em rối trí quá cho nên chị không tiện nói. Chứ bệnh tình này thằng Út chắc uống thuốc cũng không hết được đâu. Nó bị té xuống sông, chị e rằng hồn vía của nó vẫn chưa nhập vô thân xác. Chị nghe người ta nói bệnh này phải cần tới thầy cúng, rồi cúng bái gọi hồn vía nó mới nhập về, thì mai ra nó mới tỉnh lại. Gọi hồn vía sao? Chuyện này em tin hay không là tùy em, nhưng cách này không được thì mình phải thử cách khác coi sao. Chứ cứ đè thằng nhỏ ra uống thuốc hoài mà nó không tỉnh, như vậy có phải là em cố chấp không? Chuyện gọi hồn vía thì cũng đâu có lạ lắm gì. Người ta vẫn hay dùng cách này để chữa trị, nhất là đối với mấy đứa té sông té suối. Chữa thầy Lan không hết thì mình phải chữa bằng thầy cúng. Nếu mà em không có nghe chị
thì chị cũng không ép, tùy em vậy. Chị Hai à, không phải là em không tin chị, nhưng mà thầy cúng thì em cũng hơi lo. Năm mà thằng Út cũng là con của em, nhưng nó cũng là giọt máu của ông. Nó có bề gì, không chỉ riêng em mà ngay cả chị cũng khó nhìn mặt ông dưới suối vàng. Hôm rồi chị có đi chùa để cúng giá cho thằng Út cầu tai qua nạn khỏi, thì nghe người ta nói như vậy đó. Người ta còn chỉ ở xóm trên á, có một ông thầy pháp cao tay lắm, mấy cái việc mà gọi hồn nhập xác thầy rất là rành. Hay là mình cứ mời thầy lại đây cúng thử coi sao, em thấy có được không? Có bệnh thì phải giái tứ phương chứ, biết đâu nhờ vậy mà thằng Út khỏi bệnh thì sao em? Em cũng có nghe ở dưới sông có hàng hung dữ chuyên bắt hồn vía con nít. Không lẽ phải thử một phen sao? Nếu mà em ân thuận thì chị sẽ kêu ông ba mời thầy ở xóm trên về cúng, tốn kém bao nhiêu cũng được. Chỉ mong thằng Út nó mau lành mạnh lại. Mà sẵn tiện mời ông về đây để coi phong thủy trong nhà mình, rồi giải hạn cho mình luôn. Một công đôi việc vậy mà. Dạ, vậy mọi chuyện trông vào chị. Miễn sao thằng Út nó tỉnh lại thì việc kia em cũng làm. Quyết vậy đi nha. Còn con Nụ. Dạ. Phàm ở đời, tình nghĩa vợ chồng là sâu nặng nhất. Chồng con đang đau bệnh như vậy thì phận làm vợ con phải biết chịu cực, chịu khổ, lo lắng chăm sóc cho chồng từng ly từng tí một. Cho dầu con có hy sinh cả tánh mạng để cứu chồng thì con cũng không được chối từ, nghe chưa? Dạ. Tỉnh lại đi con, con làm cho má lo quá, con cứ nằm thiêm thiếp mấy ngày quá. Nụ, mày còn không mau quỳ lại đi vòng vòng đi. Mày có nghe tao nói không? Hãy mau mau trả hồn của cậu Út Trương Bảo Điền về đây. Còn nếu không nghe lệnh thì đừng trách sao ta không đứng tay. Dạ. Đi. Dạ. Đi. Mau mau trả hồn. Tỉnh lại. Hãy mau trả hồn của Út về đây. Đi. Dừng lại đi. Dừng lại đi mà. Má Năm, mà con xin má, má cho dừng lại đi mà. Má ơi, má đừng làm như vậy. Má, má phải để cho thằng Út ở nhà tinh dưỡng chứ. Má ơi, má, má để cho em phơi nắng như vậy được sao? Nó chẳng những không thể nào có thể hết được bệnh mà còn bệnh nặng hơn nữa đó má Năm. Má đang làm phép gọi hộp với em nó về, con mau tránh ra đi. Việc này không có can dự gì tới con. Má ơi, việc này con không tin đâu má à. Sẽ không có giúp cho em Út hết bệnh đâu. Má hãy mau mau đưa em Út về nghỉ ngơi đi. Dừng lại đi. Con làm gì vậy hả? Pháp sư, ông hãy tiếp tục làm đi. Con kêu ông dừng lại. Má ơi má, con xin má mà. Má, má thấy đó, cô sắp xỉu rồi kìa. Tại sao má lại hành hạ cổ như vậy chứ? Việc này không can dự gì tới con. Con hãy về đi. Má à, hãy đưa em Út về. Má cứ để em Út như vậy em Út sẽ chết mất, má có hiểu không? Má đã nói việc này không can dự gì tới con. Má đang gọi hồn để đưa em con về. Con hãy mau về đi. Má à, con xin má mà. Mau về đi. Đưa em Út về đi má. Con tránh ra. Con chỉ muốn tốt cho em thôi mà. Tỉnh dậy đi con. Còn cô nữa, cô có sao không? Cô mau đứng lên đi. Cô cố gắng lên đi. Tôi sẽ đưa cô về. Nè, nhanh lên. Con làm gì vậy? Nó
sao phải ở đây? Nó phải gọi Hồng con Út về. Má Năm mà, không được can dự tới chuyện này, cô mau về đi. Con xin má mà, can dự gì tới con có nghe má nói không? Má ơi là má, con xin má đó. Má không thấy cổ đang kiệt sức hay sao? Con chịu hết nổi rồi đó. Nếu còn tiếp tục như vậy, con sẽ chết cho má coi. Là một mạng người đó má Năm mà. Em của con cũng cần sống, nó cũng phải tỉnh dậy. Má cần nó tỉnh dậy, con nụ nó phải quỳ lại cho tới khi nào em cần tỉnh dậy mới thôi. Không được, con đừng can dự như vậy đây. Con sẽ không cho má Năm hành hạ cô ấy đâu. Cố gắng lên con đi. Con làm gì vậy? Con buông tay ra đi. Nè, má Năm tránh ra đi. Con làm gì vậy? Má Năm à, con xin má mà. Nè, má Năm tránh ra đi. Đứng lên, tôi đưa cô về. Tư, con làm gì vậy hả? Nhanh lên, tôi đưa cô về. Con đứng lại. Tư, cẩn thận đó. Con ơi, con ơi. Dạ, thưa bà, vậy mình có cúng nữa không bà? Con, tỉnh dậy đi con. Chị coi đó, thầy đang làm phép gọi hồn, tự nhiên nó xông vô rồi la hét sùm, còn bắt con nụ về nữa. Rõ ràng có tình ý với nhau cho nên mới làm như vậy. Thiệt, không coi ai ra gì hết trơn á. Chị Tư à, chị ra coi cái thằng con trai ngoan hiền của chị đi, cho nó ăn học làm chi rồi bây giờ nó lại hành động như vậy. Trời ơi, dạ dạ vân vân vậy đó mà toàn làm chuyện tài trời không hà. Nó không tin thần thánh thì mặc kệ nó, sao dám ngang ngược phá rối chuyện cúng kiến của người lớn chứ. Ăn học cho lắm vào rồi quên hết lễ nghi phép tắc hà. Em Tư, chuyện này là thằng Tư sai rõ mười mươi. Chị vì lo cho thằng Út cho nên bàn với em Năm kêu thầy về cúng đó đa. Lẽ ra mọi chuyện đã thành công, không ngờ chỉ trong phút chốc thằng Tư đã làm tiêu tan hết tất cả công sức của thầy. Nói dại chứ, để người khuất mài khuất mặt quở trách thì tánh mạng của thằng Út biết tính làm sao đây. Dạ, mũi dại thì lái chịu đòn. Thằng Tư nó trẻ người non dạ nên nó nhất thời hồ đồ gây ra chuyện. Em xin đứng ra chịu tội thay cho con mình với mấy chị, với em Năm đây. Nó không có dại như chị nói đâu. Nó cũng chẳng có xót xa gì thằng Út hết. Chẳng qua nó thấy con nụ bị hành hạ cho nên nó mới động lòng ra tay cứu giúp. Mấy chị coi đó, càng nghĩ thấy càng tức. Chỉ vì một đứa con gái hèn mọn như vậy thôi mà nó lại bất chấp hết, kể cả đảo lộn luân thường đạo lý. Con trai chị đó, nhìn đi nhìn lại á, là thằng Tư nó có tình ý với con nụ rồi đó nghe. Ban đầu mình nghĩ con nụ hạp mạng với thằng Út cho nên mới cưới nó về làm vợ đặng đem may mắn đến cho thằng nhỏ. Nhưng bao nhiêu năm nay thằng Út nó vẫn cứ đau bệnh rề rề, có bớt được chút nào đâu. Giờ á lại tới phiên thằng Tư vì con nụ mà thất lễ luôn với lại em Năm đây. Coi bộ chuyện này không có bình thường rồi đó nghe. Cái con nhỏ này á, nó mang tai họa tới cho người khác chứ may mắn cái nỗi gì. Phải tìm cách giải quyết con nụ đi cho êm xuôi, chứ để nó trong cái nhà này á, không biết còn xảy ra chuyện gì nữa đó nghe. Không chừng á lại xảy ra lắm chuyện loạn luân, anh em nhà họ Trương vì nó mà xảy ra xích mích bất hòa. Em Ba, em đừng có hở chút mà làm quá như vậy. Chuyện chưa tới nước như vậy đâu. Nhưng mà nghĩ lại, mình phòng ngừa vẫn hơn. Em Tư nè, tìm cách khuyên dạy thằng Tư, giúp cho nó tỉnh táo, đừng có u mê vì tình ái mà sa đà vào chuyện trái đạo. Chứ để ngày càng lún sâu thì trong ngoài thị phi và mất đi thanh danh vì thằng Tư nông nổi hàm hồ. Chị Hai, em nghe chị nói em càng thấy lo đó. Việc nó làm không chỉ mình nó ngu đâu mà còn liên lụy tới Trương gia nữa nè. Để tôi nói với thằng Ba, kêu thằng Tư ra dằn mặt nó tôi mới yên tâm. Đúng là bàn tay có ngón ngắn ngón dài mà. Đứa thì lo gầy dựng danh thế nhà họ Trương, còn đứa thì phá nát, uổng công phí sức quá đi mất à. Việc này có to tát gì mà làm phiền tới thằng Ba. Cứ kêu thằng Tư ra đây rồi mình răn dạy nó. Nó còn trẻ,
cũng chỉ mới vướng vô chuyện tình ái. Chị nghĩ là nó cũng chưa tới nỗi mê muội, mất hết lý trí. Có gì thì mình la nó, trách phạt, chỉ cho nó biết đạo lý làm người. Đầu dây mối nhợ cũng là do con nụ mồi chài dê dãn, chứ còn ai vào đây nữa. Bà Năm ơi, bà Năm chết rồi bà Năm ơi. Dạ thưa mấy bà. Chuyện gì? Làm gì mà bà hớt hơ hớt khải vậy? Bà Năm ơi, không xong rồi bà Năm ơi. Có chuyện gì bà nói mau lên. Hả? Dạ tay chân cậu Út là ngắt à. Mà cậu Út thở nhẹ hiu à. Đâu bà vô bà coi sao. Trời ơi Út ơi. Nhanh đi bà. Út ơi con ơi. Đi vô con, đi vô thôi đi chị. Vô đi mà, cô sao vậy? Cô cứ vô đi, đừng có sợ. Không lẽ mình cứ đi vòng vòng miếng vậy hoài không chịu về. Đi vô. Vì hôm nay tôi sẽ thưa lại với anh ba, để anh ba làm chủ phân xử cho phải đạo. Tôi tin là anh ba sẽ nghĩ giống như tôi, binh vực cho cô. Đi vô. Cậu Tư, tôi đa tạ cậu đã lo cho tôi, nhưng tôi là phận tôi đòi. Chủ kêu sao làm vậy? Chủ kêu chết tôi cũng không dám từ nan. Những gì cậu làm cho tôi xin ghi lòng tạc dạ. Nhưng chị em cậu sẽ gặp rắc rối và mang tiếng thị phi. Như vậy tôi càng có lỗi với cậu hơn. Sao nụ lại nói như vậy chứ? Tôi làm là vì thấy chuyện bất bình, chứ có riêng tư gì đâu mà sợ thị phi chứ. Cây ngay thì không sợ chết đứng. Đi, đi vô đi. Nghe lời tôi đi mà. Đi vô, không sao đâu. Ủa, cậu Tư, cậu về rồi hả? Trời ơi, cậu đi đâu nãy giờ cậu mới về? Có chuyện rồi cậu ơi. Có chuyện gì không vậy ông quản gia? Cậu Út. Cậu Út như thế nào? Cậu Út tắt thở rồi. Hả? Cái gì? Cái gì? Cậu Út chết rồi hả? Cậu Út. Dạ. Con. Thôi thôi, đứng này, đứng má. Này. Thằng Út chết rồi hả má? Ờ, con đừng có vô trong đó Phúc Điền à. Nhưng mà tại sao? Tại sao má không cho con vô trong đó? Em con nó không qua khỏi rồi. Mấy năm con đang hoảng loạn gào thét trong đó. Con vào chẳng khác nào đổ dầu vào lửa. Tránh mặt lúc này vẫn hơn con à. Không được đâu má. Con muốn vô nhìn mặt thằng Út lần cuối. À, Phúc Điền, không được. Con đứng lại. Phúc Điền. Bà Năm giết chết nó. Bà Năm ơi tha cho nó đi bà Năm ơi. Đừng mà bà Năm ơi, bình tĩnh lại đi, con xin má mà má Năm. Mày còn muốn mình nữa hả? Mày hả dạ chưa? Vì mày, vì đứa con gái này mà mày đã hại chết đứa em ruột của mày rồi đó. Nếu như mày không tới chỗ cúng kiến, phá phách, chọc giận thần thánh, thì thằng Út nó đâu có bị bắt đi như vậy. Tại mày, mày làm bà má nổi giận, mà bây giờ em mày nó bị bắt đi rồi. Tư à, mày đúng là quân ác độc. Mày ác độc. Má Năm à, má nói gì mà nghe ghê rợn vậy? Em con chết con cũng đau lòng vậy, con đâu có muốn đâu. Chẳng phải em con đang bệnh mà má còn đem em con ra phơi nắng phơi sương, thì làm sao em con chịu nổi chứ? Ông ba, giữ tay bà Năm lại, không có đánh chết cậu thì sao? Giữ tay bà Năm lại đi, bà Vũ. Dạ. Mau cản lại. Không mà bà Năm. Bà Năm ơi, đừng mà bà Năm. Đừng lên nụ. Tôi giết chết nó, thì nó hả giận. Con ra. Thôi đưa bà Năm vô phòng đi. Dạ. Còn ông nữa. Dạ. Đem con nụ xuống, nhốt giết chọi sau nhà, không cho nó ăn uống gì hết. Đi. Dạ. Lẹ lên. Dạ. Đi. Đi nụ. Còn mày nữa. Dạ. Chạy qua trại hòm, đặt cho cậu Út mày một cái hòm thiệt là đắt tiền, rồi đi đón thầy, để về tụng kinh siêu thoát cho cậu luôn. Dạ. Đi nhanh ba. Lên. Tất cả gia nhân trong nhà này, dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ, chuẩn bị làm đám ma cho cậu Út thiệt là lớn. Nghe rõ chưa?
ơi, tôi là người đã gây ra cái chết cho cậu. Tôi ngàn lần mong cậu tha lỗi cho tôi. Nếu như mà tôi coi ngó cậu cẩn thận hơn thì đâu tới nỗi cậu té xuống sông thiệt mạng như vậy. Suốt cuộc đời này tôi không bao giờ tha thứ cho mình. Cậu hai, cậu cho tôi lên nhà trên đi, để tôi lo hậu sự cho cậu Út, để chuộc lại lỗi lầm của mình nha cậu. Tôi ở đây áy náy lắm. Nụ à, tao nghĩ là mày không cần phải lên đó đâu. Thấy cái mặt của mày, má Năm chỉ càng thêm tức giận thôi. Mày ở dưới này hầu hạ ta là được rồi. Cậu hai, cậu làm cái gì vậy? Cậu hai, nhỏ nhỏ thôi. Cậu hai, mày hầu hạ tao nha nụ. Cậu hai, cậu nói gì nghe kỳ cục vậy? Nhà đang lo đám cho cậu Út mà. Mà cậu còn nói chơi được sao? Cậu nói thiệt chứ cậu có nói giỡn chơi đâu. Lúc này ai cũng bận rộn hết, không ai bàn tới chuyện của cậu với mày đâu. Tao với mày tha hồ mà vui vẻ, không chờ ai giùm gõ hết. Cậu hai, cậu hai, cậu đừng có bẩn cần như vậy chứ. Lòng dạ của tôi đang rối như tơ vò. Bây giờ tôi hối hận dữ lắm. Bây giờ tôi chỉ muốn dập đầu trước bàn thờ cậu Út để tạ tội cho bố rể rất lương tâm. Cậu hai, tôi xin cậu đó, cậu cho tôi lên nhà trên đi cậu. Tội của mày lớn lắm đó nha. Có khi là mày phải chết thì mới được thằng Út tha tội. Tôi biết, tôi cái chết ngàn lần cũng không bù được tội này. Tàu cá là sau khi đám xong mày sẽ khó sống với má Năm. À, thôi thì cậu sẽ lo cho mày con đường sống. Mày theo hầu hạ cậu thì mày là người của cậu. Bà Năm sẽ không dám đụng gì tới mày đâu. Đổi lại mày phải cho cậu được gần gũi với mày. Chiều ý cậu nghe nụ ơi. Cậu hai, 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 chuyện bại hoại với cậu hai hả? Không phải, không phải như vậy đâu mà ơi. Cô ra đây làm cái gì vậy hả? Lên nhà trên lo đãi khách khứa đi. Cũng xui khiến sao, tôi đi xuống bếp lấy trà đãi khách mới chứng kiến cái cảnh gai mắt trái tai này nè. Anh còn gì để nói với tôi và má không? Nè nè, đừng có hở một chút lấy má ra hù tao. Đi đâu cũng thấy cái bản mặt của mày, chẳng muốn chết. Anh đứng lại đó. Bố đất ơi, còn chưa nói chuyện phải quái xong, anh đi đâu vậy hả? Thấy cái bản mặt mày chán lắm. Bố đợi chưa? Anh riết rồi, anh không sợ trời sợ đất gì hết. Anh không sợ quả báo sao? Đồ khốn, mày dám. Hôm nay mày dám đuổi tao sao? Mày ăn gan trời mà. Má, má xuống bắt tôi nè. Má ơi, chồng con làm bậy, con bắt đại trận mà còn đánh con nữa nè. Im cái miệng mà lại. Má ơi, mày im cái miệng mày. Trời ơi, cái gì vậy? Buông tay nó ra. Mày làm cái gì vậy hả? Má nói một câu công bằng cho con đi. Làm gì mà la lối ông sùm vậy hả? Má phải đứng ra phân xử cho con chuyện này. Hồi nãy con đi ngang qua đây, con thấy mày. Thôi đi. Mày im chưa? Mày làm cái gì mà đánh nó vậy hả? Tao đánh chưa đủ, mày còn rộng hỏng phải không? Thằng hai thôi đi, vợ mày có lỗi gì mà mày đánh nó như vậy? Má coi đi, nó làm vợ mà nó không biết bổn phận. Có đâu mà cứ lên mặt rộng hỏng như vậy. Nó cứ kể nhầm nhẽo mà. Trời ơi là trời, ở nhà đang có chuyện mà tại sao ở đây ồn ào quá vậy hả? Tại sao không biết giữ kẻ? Vợ chồng thằng hai á, tụi bay có muốn cãi nhau thì cũng phải ráng dằn cơn tức giận. Đợi quá đám rồi muốn gì muốn chứ hả? Bà con đâu có muốn làm lớn chuyện đâu.
khi nhà mình đang có sự. Nhưng chồng con đã lừa lúc nhà đang rối rắm, làm chuyện có lỗi, đã vậy còn đánh con nữa, cho nên con đã không dằn được cơn tức. Nè, mày nói cái gì? Mày không có lỗi hả? Làm vợ mà bao nhiêu năm trời không có con á là lỗi lớn nhất trong đời rồi, biết chưa? Cô may mắn lắm mới được làm dâu trong nhà tôi, chứ nhà khác á là mày đủ ra ngoài đường rồi. Anh đừng có đánh trống lảng nữa, hai chuyện không thể gặp chung được. Ai đời trong nhà đây có chuyện rối rắm mà trưởng nam của nhà họ Trương lại lén lút với một cô ở chứ? Mày cái này không hiểu nhau. Thôi đi nghe chưa thằng gái. Con dâu, má biểu con im, im không? Má con đánh chết con thì chuyện quái của ảnh thiên hạ cũng biết hết thôi. Đồ cái thứ đàn bà đớn hèn. Nè, ngày mai tao sẽ viết giấy bỏ mày. Mày đúng là cái đồ đàn bà vô tích sự. Đúng là ông bà xưa tao nói không sai, cái độc không trái, gái độc không con. Tao sai lầm nhất là cưới con vợ độc mồm độc miệng như mày đó. Mày nghe má nói không? Bây giờ má nói tụi bay im đi được không? Muốn lành là sớm như vậy đó, cho tất cả mọi người nghe như vậy đó hả? Hay lắm hay sao? Tụi bay không biết nhục, nhưng mà má tụi bay biết nhục nè. Nè, vợ thằng hai đi lên nhà trên, còn thằng hai mày bớt lời lại đi, càng nói càng hồ đồ. Vợ chồng mà khai xấu nhau như vậy á là làm nhục mặt cả gia đình họ Trương này nghe không, chứ không phải riêng gì hai đứa bay đâu. Hương Liên à, con nghe lời mấy má, đi vô nhà đi con. Có chuyện gì từ từ nói, nhà đang có chuyện buồn, hai đứa đừng có làm lớn chuyện rồi mọi người buồn thêm nữa. Đi đi con, đi mày. Đi đi con. Gia Nhân. Dạ. Dạ thưa bà gọi con. Cột cửa lại, đứng đây canh chừng, không cho ai đến gần con này, nhớ đó. Dạ. Cho con bỏ má đi vậy ông. Ông ơi, đừng bỏ má mà con. Ông ơi, con có còn sao mà sống rồi. Ông ơi, đừng bỏ má mà con. Ông ơi, ông ơi, về má đi con. Dạ trà của bà đây. Bà uống cho khỏe. Chắc là bà mệt dữ lắm vì lo đám tang cho cậu Út mấy ngày qua. Mời bà uống. Bà có căn dặn gì để tôi xuống với nhà bếp nấu mang lên cho bà. Có mệt thì cũng phải làm xong chuyện rồi mới nghỉ ngơi. Ông mời hết tất cả mọi người lên nhà chính cho tôi. Tôi có chuyện cần tuyên bố. Dạ. Yeah. Em Năm mà, em cứ u sầu như vậy hoài thì thằng Út cũng khó lòng mà ra đi thanh thản. Em coi mà nghỉ ngơi, ăn uống cho lại sức, chứ để ngã xuống nữa thì mệt à. Tình cảnh của em Năm thay thiệt là đáng thương, chắc phải bộn thời gian
thì mọi chuyện mới nguôi ngoai. Em Năm mà, em thấy trong người sao rồi? Em có thể ngồi lâu một chút được không? Chẳng hay mọi người tề tụ đông đủ ở đây để làm gì? Cớ chi sao lại cần sự có mặt của tôi? Vì em là người cần được nghe chuyện này. Ông Hương, phiền ông mở lời giùm tôi. Tôi xin thưa với mọi người trong gia đình, hôm nay tôi được bà Hai mời đến là để làm chứng cho việc sửa đổi chúc thư của ông Trương. Tôi sẽ không làm mất thời gian của các bà. Tôi xin nói nội dung như sau. Chúc thư của ông Trương có viết: khi cậu Út Trương Bảo Điền được 18 tuổi, má con bà Năm sẽ được chia 1/8 gia tài của ông để lại. Nhưng nếu cậu Út có mệnh hệ gì thì số tài sản đó được giữ lại, không trao cho bà Năm, mà sẽ thuộc về đứa cháu nội đích tôn. Như vậy, hôm nay bà Hai muốn tề tự các bà và các cậu có mặt đầy đủ là để công bố việc này và để thống nhất luôn. Sau này không ai khiếu kiện và thắc mắc gì nữa cả. Trời đất quỷ thần ơi, cái gì vậy hả chị Hai? Tôi mới mất đứa con ruột gan tôi, nhưng ai cầm dao cưa? Vậy mà mấy người kêu tôi ra để nghe chuyện chia chác gia tài. Có phải từ lâu lắm rồi các người mong thằng Út nó chết? Các người dòm ngó phần gia sản của má con tôi đúng không? Các người trông chờ việc này lâu lắm rồi đúng không? Em Năm, em đừng có ăn nói hồ đồ. Cái này á là làm đúng theo thủ tục của chúc thư, có mặt đầy đủ của mọi người thì tuyên bố luôn một thể, có cái gì sai quấy đâu mà em buông lời khó nghe như vậy chứ. Tôi biết mà, mộ thằng Út chưa đắp đầy đất mà các người đã có ý trong đầu rồi. Những giọt nước mắt thương xót của mấy người chỉ là giả tạo mà thôi. Các người không thể nào chờ đến 100 ngày hay sao? Các người chỉ nghĩ đến chuyện sâu xé phần gia tài của má con tôi thôi. Tại sao các người lại hấp tấp như vậy? Các người như là quả rỉa xác. Sao các người bất nhân vậy? Thằng Út chẳng may qua đời sớm quá, nên chị biết em không khỏi đau lòng và suy sụp tinh thần rất nhiều. Nhưng em cũng đừng lộng ngôn như vậy. Ở đây không chỉ là người trong nhà mà còn có cả mấy ông hương chức hội tề. Chúc thư ông để lại đã có ghi rõ điều đó, mọi người cũng theo đó mà làm, chứ có giành giật gì của má con em đâu. Chị đừng có giả nhân giả nghĩa nữa chị Hai à. Tất cả âm mưu của các người tôi đều biết hết. Chị đó, chị đang muốn ăn tươi nuốt sống phần gia sản của má con tôi chứ gì. Cho nên ngày đêm hối thúc con dâu của chị đẻ. Còn chị Ba, chị đã đi khắp nơi để dạm hỏi cưới vợ cho thằng Ba và mong muốn nó đẻ cháu để lấy phần gia sản của thằng Út. Bây giờ các người tề tựu hối thúc chỉ vì muốn lấy phần gia sản của thằng Út mà thôi. Các người muốn đuổi tôi ra khỏi nhà đúng không? Ông ơi là ông, ông sống vậy mà coi. Em Năm à, người ta sống vô ăn hiếp tôi nè. Bà bình tĩnh lại đi em. Bình tĩnh lại đi bà Năm. Bà Năm à, buông tôi ra. Em Năm à, ông ơi, bà Năm là ông ơi, bà Vũ, bà nói phụ tôi coi. Dạ dạ. Bà Năm, không đi đâu bà Năm à, em bình tĩnh lại đi. Tôi không đi đâu. Bà Năm à, thôi đi mà. Ở lại đây để coi mọi người bày mưu tính kế. Buông tôi ra. Em à, người đối xử với người trong nhà như vậy sao? Thật là bất nhân mà. Bình tĩnh lại đi bà Năm. Mấy người mở miệng ra lúc nào cũng toàn nói chuyện nhân nghĩa, nhưng mà không có ai tốt đẹp hết. Út ơi là Út, cuộc đời má theo con, má không tiếc sống nữa. Út ơi, trần gian thì toàn là những người lòng lang dạ thú.
ơi là em Năm à. Ông ơi, ông về đây ông coi cảnh tranh giành khốn nạn này nè ông ơi. Bình tĩnh lại đi em. Ông ơi, ông ơi. Em Năm, em Năm, em Năm. Để tôi đưa Năm. Bà Năm vô phòng. Bà Vũ. Dạ. Bà phụ tôi đưa em Năm vô phòng. Dạ dạ. Lẹ lên, lẹ lên. Mọi người có thể đợi em Năm bình tâm tỉnh trí lại rồi hãy bàn tiếp chuyện này có được không? Chúc thư của ông đã ghi rõ thì mọi người cứ như vậy mà làm theo. Phần gia sản của em Năm thì cứ để đó. Khi nào có đứa cháu nội đích tôn trong nhà này sanh ra thì lúc đó trao cho nó. Cứ vậy mà làm đi. Cớ chi mà má cứ ngồi thở dài hoài vậy? Có phải má buồn vì những lời má Năm nói khi nãy không? Con ơi, má nhìn má Năm con, tự dưng má liên tưởng tới má con mình. Giả sử tình cảnh đó rơi vào trúng má con mình thì làm sao hả con? Má đừng có suy nghĩ nhiều rồi hại cho sức khỏe. Mỗi người mỗi cảnh, không ai giống ai đâu má. Giống như má Năm hay có câu: trời kêu ai nấy dạ. Thằng Út nó yểu mệnh, chẳng may mất sớm. Con cầu cho má Năm vượt qua được giai đoạn đau khổ mất mát này. Cái làm cho má buồn nhất chính là cách sống của những người trong gia đình này. Cùng ở chung một mái nhà, cớ chi lại so đo tính toán và cạn tình cạn nghĩa như vậy chứ? Một phần cũng là do chút thư của cha con để lại, cho nên mọi người mới nhìn vào đó mà làm theo. Phải chi cha đừng đưa ra những điều ngặt nghèo đó trong chút thư. Con cảm thấy nó vô tâm bạc bẽo quá má. Con à, con đừng có nói vậy. Có thể cha con đã lường trước điều gì đó, cho nên mới lập chút thư rạch ròi như vậy, để tránh việc xào xáo huynh đệ tương tàn. Vậy nên trong nhà này ai cũng dòm ngó chút thư mà sống, người này canh chừng người kia, rồi luôn tìm cơ hội để vạch trần nhau. Càng được nhiều của cải càng tốt. Con thấy ghê sợ cái tánh tham lam của họ quá. Thôi con, con đừng có suy nghĩ nhiều chi cho mệt trí. Con cứ lo học hành cho nên người, tránh xa sân si tham lam của người đời là má mừng rồi. Má muốn con theo học thầy Nhân bên làng Mộc là có ý như vậy đó con. Con biết mà, anh ba thì muốn con theo học ở trên kinh để dễ bề thi cử, lập công danh. Lâu nay má sống an phận quen rồi, má chịu đựng tất cả là vì con đó. Má mong muốn sau này con lấy chữ nhân nghĩa làm đầu. Danh đó nhưng họa cận kề. Sống đời người bình an là may mắn nhất. Ham chi vinh hoa phú quý mà rước họa vào thân hả con? Dạ, con sẽ nghe theo lời của má dạy. Ừ. À, khi nào con quay lại làng Mộc để học với Phúc Điền? Con cũng không nên lưu lại nhà lâu quá. Hiện nay nhiều chuyện rối ren quá, má không muốn con dính vào. Má sợ con ở đây rồi sanh thêm chuyện phải không má? Ừ, má lo lắm. Không lẽ con cố tình nán lại là vì con nụ? Dạ không có đâu má. Con với nụ không có chút tình ý gì hết. Vậy sao năm lần bảy lượt con đều đứng ra binh vực cho nó, mà lần nào cũng dính tới chuyện thị phi hết? Má không tin con sao? Nếu không phải nụ mà là con nhài hay là ông quản gia, con cũng sẽ binh vực như vậy thôi.
con cũng sẽ đứng ra bên vực mà má. Con nói vậy thì má yên tâm rồi. Má tin con trai của má, con không cần phải nói thêm nữa. Thôi, để má qua phòng của má Năm an ủi má Năm vài câu. Thực ra trong lòng con đã có hình bóng của người con gái khác. Lần này con về là con muốn thưa với má về chuyện này. Ái Nhi ơi, ta nhớ nàng lắm, ta rất mong được gặp nàng. Nhưng mà trong nhà xảy ra biết bao nhiêu là chuyện, cho nên ta chưa tiện để mở lời. Nàng hãy ráng chờ ta thêm thời gian nữa, ta nhất định là sẽ không làm nàng phải thất vọng về ta đâu. Ngay cả bổn phận làm vợ mà mày cũng từ chối là sao? Nè, mày muốn tao cưới vợ lẽ đúng không? À, mày ngon thiệt. Nè, cô đừng có làm bộ làm tịch với tôi nha. Tưởng tôi không dám hả? Tôi đã nói là như đinh đóng cột. Ngày mai tôi sẽ viết giấy bỏ cô. Cái tội không sanh được cho nhà chồng đứa cháu. Nè, cô có nghe không? Muốn làm phách nữa phải không? Không muốn làm mợ hai nữa thì đi, cút ra khỏi nhà đi. Đi, đi, đi ra khỏi đây. Đi. Nè, khuya rồi sao con còn la lối ôm sòm như vậy? Không cho ai ngủ hết à? Má dòm con dâu của má kìa. Một hai má bắt con lấy nó cho bằng được. Để ra cái gì mà môn đăng hộ đối, gia đình lễ giáo gì đó. Nó có gia giáo, có phép tắc. Nhưng má coi đi, nó có đẻ được đâu. Cái đồ này là đồ bỏ đi. Đờ thở nào vợ chồng mà nó không cho ngủ chung thì lấy cái gì mà sinh con? Hương Liên, sao con không chịu chồng? Rồi hai vợ chồng bay lục đục như vậy, để thiên hạ người ta nghe được, rồi còn ra cái thể thống gì nữa chứ? Má cưới con về làm vợ, làm dâu thì con phải biết cư xử làm sao cho trong ấm ngoài êm chứ con. Chứ tại sao cứ để cho má ra phân xử hoài, con sao được? Trời ơi, má đừng có nói phải trái với hạng người này, chẳng khác nào đàn khải tay trâu. Nè, cô không muốn làm vợ thì tôi sẽ cho cô tội nguyện. Bên ngoài thiếu như người thèm thuồng làm mợ hai của nhà họ Trương này chứ. Tôi chỉ cần quơ một cái là cả nắm luôn. Không cần lâu đâu, chỉ cần nháy mắt một cái thôi là người ta đẻ cho tôi cả đàn cả đống con luôn. Chứ không phải tịch như cô. Đồ cái thứ đàn bà con gái gì, đúng là cây độc không trái, gái độc không con. Sao anh chỉ nói phần tôi mà không nói phần anh chứ? Chuyện không có con đâu phải chỉ do người vợ đâu. Tại sao mọi tội lỗi anh lại trút lên đầu của tôi chứ? Anh không nghĩ anh là một người chồng không tròn bổn phận, và còn người con không tròn chữ hiếu, thì thử hỏi làm sao có một đứa con nói giỏi tông đường chứ? Con này hôm nay mày gan, mày dám trả chạy với tao đúng không? Tao sẽ cho mày biết tay nè. Trời ơi, mẹ, thằng Hải, mày buông, buông ra không? Buông ra coi. Mày đó, hở một chút, xuống ta xuống chân như vậy, có hay ho gì không? Má,
Ba không thấy nó son sỏn cãi là con hay sao? Lấy đâu ra cái ngữ hỗn hào như vậy chứ? Hả? À, có má ở đây còn nói luôn, ngày mai con sẽ làm vậy, bỏ nó mang ra làng xã. Con không tống cổ con này ra khỏi nhà, con không phải là cậu hai Trương Văn Điền. Mày im đi, ai cho phép mày làm chuyện đó? Cái gì vậy má? Sao má hết lần này tới lần khác bính giật nó là sao vậy? Bây giờ má muốn bao nhiêu cháu con sẽ đẻ cho má. Cần gì? Cần gì thứ này chứ? Con im đi. Hương Liên à, con đi ra ngoài đi, để má nói chuyện với chồng con. Dạ. Đụng cái là khóc. Cứ gì? Ngồi xuống đây má biểu. Con đúng là to đầu mà dại. Con biết một mà không biết mười. Cứ khăng khăng đòi rảy vợ, cưới vợ khác là sao chứ? Chứ má coi đây, nó làm vợ mà không biết sinh con, không chịu sinh con thì con cưới vợ khác thôi. Con đòi cưới thêm vợ. Ủa, nếu như vậy thì việc cưới thêm vợ có lợi gì cho con hay là không? Con không nhớ trong chúc thư của cha con nói gì sao? Đứa cháu nội đầu tiên sẽ được thêm 1/8 gia sản. Nhưng con nhớ có chữ nhưng ở giữa đó. Nó là phải do vợ chánh thức sanh ra. Con có hiểu chưa? Trời ơi má coi đi, nó cứ lên mặt với con như vậy hoài, sao con chịu được? Con không chịu được thì cũng ráng mà chịu. Tối ngày con chỉ biết ở ngoài đường ăn chơi đàn điếm, cho nên thằng ba nó mới nắm hết tất cả quyền hành trong cái cơ ngơi này. Nay mai nó cưới vợ sanh con là nó lấy luôn cả 1/8 gia sản đó, là coi như là con móc mỏ đó, con hiểu chưa? Con có cam tâm để mất cái phần gia sản vào má con thằng ba hay là không? Hả? Má cứ nói quá không à. Má con mình cũng còn 1/8 gia sản đó chứ bộ. Ủa, chừng đó đủ cho con ăn xài phung phí hả con? Coi bộ con an phận quá đó. Còn má thì khác. Má nghĩ nếu mà mình không lấy của người khác thì người khác cũng sẽ lấy của mình. Con đã nhìn thấy tình cảnh của má năm rồi mà. Con chịu khó dắt ta lên trán mà suy nghĩ kỹ đi. Bà ba đã gấp gáp tìm người mai mối cho thằng ba kìa. Không vì hạnh phúc của con trai bả đâu, mà vì đang ngắm nghía cái phần gia sản của má năm con đó. Con nói thiệt với Mai à, tuy là con không giỏi giang bằng thằng ba, nhưng mà bù lại con có một người má thiệt là tài giỏi, biết nhìn xa trông rộng, thì con còn lo cái chi nữa. Con thấy việc của má con thằng Út, má ra tay cái xong liền. Còn má con thằng ba thằng tư thì cái xá gì chứ? Con á, chỉ có tài dỗ ngọt má thôi hả? Con nói thiệt, hôm nay con nhìn má năm lên cơn điên loạn như vậy, con thiệt là bái phục má. Trong nháy mắt là má năm mất tất cả luôn, chỉ còn hai bàn tay trắng, lại còn tâm cồn trí loạn. Má thiệt là... Như vậy thì đã thấm gì hả con? Má muốn nó phải khổ vì loạn trí, rồi tự tay kích liễu cuộc đời của mình, thì lúc đó má mới hả dạ. Bao nhiêu năm nay má ngậm đắng nuốt cay, nhẫn nhục chờ đợi tới lúc trả thù cái con đàn bà đó. Nó đem nhan sắc ra dụ dỗ cha con bước chân vô cái nhà này để làm bà năm danh giá, rồi ỷ thế cha con cưng chiều để hòng lực má, rồi chiếm vị trí bà lớn trong cái ngôi nhà này. Nè, bà nuôi bay là không để cho tụi bay ăn ở không? Nhà cửa như vậy nè, bay chịu nổi không? Nhìn cái sân nè, nhìn cái sân đi, đường đóng cả lớp đây nè, còn đứng đó nữa hả? Lấy nước tạt cái sân, rửa chà sạch sân cho bà. Đi. Dạ. Hú, ăn hại.
Năm, bà Năm có sao không bà Năm? Bà Năm ơi, bà có sao không bà? Hả? Bà ơi, bà ơi, máu, máu. Mọi người ơi, bà Năm có chuyện rồi. Mọi người ơi, bà Năm ơi, bà Năm. Bà ơi, bà có sao không vậy? Sao không chịu cẩn thận? Có bầu có bì thì phải cẩn trọng chứ. Sao bà lại bất cẩn như vậy? Có bầu á thì đi đứng phải cẩn thận chứ. Em biết mà. Nhưng mà cái sân nhà ai đổ nước trơn làm em trượt cho nên mới bị té. Mà ai cũng vô ý vô tứ, biết cứ tới cái tầm đó em đi tới đi lui ra ngoài cho thoải mái tay chân mà lại tạt nước làm ướt sân. Không biết vô tình hay cố ý nữa. Nè, sao bà lại nói vậy chứ? Ông biết không, ở trong nước á, em nghe có mùi của dầu dừa. Tức là trên sân không chỉ có nước mà còn có dầu dừa nữa. Vậy sao? Được rồi, để tôi sẽ tra hỏi rõ nguồn cơn chuyện này. Trong nhà này lại có chuyện ác tâm vậy sao? Ông cớ gì mà cố tình làm hại em Năm chứ? Tại sao ông lại hỏi như vậy? Có chuyện gì sao? Bà còn làm bộ làm tịch hả? Chính bà đã kêu gia nhân đổ nước ra sân phải không? Dạ đúng. Tại vì em thấy sân dơ cho nên em mới sai gia nhân đổ nước chà rửa sân. Nhưng tại sao trong nước lại có dầu dừa? Có phải bà đã lén đổ dầu dừa vào trong nước rửa sân không? Tại sao em phải làm như vậy chứ? Vì bà muốn em Năm trượt té. Vì bà muốn em Năm mất cái thai. Chuyện đó không phải em làm. Có phải ông nghe lại dèm xỉa cho nên mới nghi quan cho em không? Em không có làm chuyện đó mà. Bà không xứng đáng là bà hai trong nhà này nữa. Giao hết sổ sách ra đây, rồi ra quỳ trước bàn thờ tổ tiên đi, ăn năn sám hối đi. Đây là toàn bộ sổ sách quản lý thu chi trong cái nhà này. Ông có cần em phải... Sau này em Năm sanh xong, tôi sẽ giao lại sổ sách này cho em ấy quản. Vậy thì lúc đó tôi sẽ chỉ vẽ cho em Năm. Không cần. Tốt nhất á là bà nên tránh xa cổ ra đi. Ông mà, em đã nói với ông rồi, chuyện đó em không có làm. Bà không cần giải thích dông dài nữa, tôi không tin bà nữa đâu. Ông à, tôi có chuyện muốn nói với ông. Bà muốn nói cái gì? Nếu muốn xin cho bà thì đừng mất thời gian. Tôi không có xin, mà tôi muốn nói rõ. Chị hai, chị không có làm cái chuyện thất đức đó. Bà đừng nói đỡ cho bà làm gì. Không phải vậy đâu ông à. Có nhiều thứ tôi không thể đưa cho ông xem được. Nhưng mà máu ở trên quần của em Năm á, không phải là máu đâu ông à, mà là nước của bông mồng gà. Ông đã kêu tôi điều tra việc này, nên đây là việc mà tôi cần nói cho ông biết. Tôi bận lo chuyện ngoài thì chuyện trong nhà bà phải chu toàn đâu ra đó. Đừng để tôi phải bận lòng mấy chuyện đàn bà. Chuyện này coi như bỏ qua,
bà đừng suy nghĩ hay cằn nhằn làm gì. Dạ. Tôi không muốn có chuyện hụt hạt giữa các chị em. Tôi cũng khó xử lắm. Bà lấy lại sổ sách bà quản đi. Nhớ lời tôi dặn đó. Dạ. Cái tính thù dai, ai mang cho má ân huệ gì, dù lâu mấy thì má cũng sẽ đáp đền. Má muốn nói chuyện với con một chút được không? Má cứ nói đi má. Má cũng có đi dò hỏi và đi xem vài mối rồi, nhưng mà chỗ được cái này á thì mất cái kia. Người thì môn đăng hộ đối thì họ lại không chịu những điều kiện nhà mình đưa ra, còn có nơi họ ưng thuận thì lại không vừa mắt của má. Nè con nghe má nói gì không? Chuyện này má con mình cũng đã thống nhất rồi. Má cứ chọn đi. Nếu má chọn thì con sẽ ưng thôi. Má biết con chưa có muốn lấy vợ, nhưng mà con đã chừng này tuổi rồi, bây giờ không chịu lập gia thất thì tới chừng nào mới lo hả con? Con suốt ngày chỉ lo cho công việc, nên coi đó là chuyện nhỏ nhặt nghe. Chứ còn đối với má hả, chuyện đó đó là hệ trọng lắm nghe không? Con lấy vợ rồi sanh con đi, đặng má còn hủ hỉ sớm tối với cháu nội của má nữa chứ. Má, bây giờ con hỏi thiệt, má hối thúc chuyện con lấy vợ sanh con, có phải vì má sợ anh hai có con trước rồi mình sẽ mất phần thừa kế của cháu nội đích tôn đúng không? Má nói cho con biết nè, không chỉ có phần gia sản đó không, mà còn vì vị thế quyền hành trong cái căn nhà này nè. Một khi thằng hai á nó có con trai nói dỗi tông đường thì bà hai sẽ lên mặt lấn lướt má, coi má con mình không có ra cái gì hết, coi như là không có hiện hữu trong cái căn nhà này luôn. Má, anh hai có con cũng là trả hiếu, cũng là làm đúng bổn phận của trưởng nam trong nhà, sao má lại so đo rồi tranh giành làm chi? Trưởng nam thì trưởng nam, chỉ cần có đứa con trai nói dỗi tông đường thì cũng được xem là cháu nội đích tôn, và sau này cũng có quyền hành hơn nữa. Má nói rồi nha, khi nào mà con có vợ, sanh cho má được một đứa cháu nội đích tôn thì lúc đó má mới hết càm ràm. Thôi được rồi, má cứ làm theo ý của má đi. Má chọn dâu và coi ngày lành tháng tốt luôn rồi báo cho con hay. Vậy phải được không? Nói thiệt nha, không phải má nhỏ nhen tính toán gì đâu, nhưng mà trong cái nhà này á, mọi người đối xử với nhau ra sao con cũng biết rồi đó. Ngoài mặt thì có vẻ nhân từ như vậy thôi, nhưng mà bên trong á đầy mưu mô tính toán. Nhờ cái quy của con cho nên người ta mới nể mặt má đó. Chứ biết đâu chừng người ta đang bày mưu sắp kế để hại má con mình thì sao? Con phải mau mau lấy vợ đi nghe không? Rồi sanh con trước thằng hai, lúc đó má mới yên tâm. Má, con cũng đã đồng ý theo lời của má rồi mà. Bây giờ má cho con giải quyết xong cái sổ sách này trong đêm nay được không? Má không làm phiền con làm việc nữa đâu. Nhưng mà trước khi về phòng, má muốn nói với con là má đã chọn được cô dâu cho con rồi. Con đừng có nói là đến lúc đó con lại không chịu là làm mất mặt má đó nghe. Gia đình con nhỏ đó cũng là thương buôn, cũng có danh tiếng ở trấn Vĩnh Thành đó. Má nghĩ con cũng sẽ hài lòng. Trấn Vĩnh Thành? Đúng rồi. Con cũng thường buôn bán qua lại với nhiều thương buôn. Không biết là con có nghe danh ông Ngô không vậy? Ở trấn Vĩnh Thành đó.
ông ta cũng là một thương buôn có tiếng đó nghe. Là ông ta sao? Con quen ông ta hả? Má, chuyện mai mối này là do má đánh tiếng hay là do ông ta ngỏ lời? Ừ, ai đánh tiếng ai ngỏ lời cũng được, miễn là má có dâu có cháu là được rồi. Thôi, má về phòng đây. Con à, đừng có lao tâm khổ tứ quá. Mặt mày con hốc hác quá rồi, mai mốt làm tân lang xấu xí lắm. Ông Ngô là ngẫu nhiên hay là... Nào. Dạ. Mày đi đâu đó? Dạ, con đi sắc thuốc cho bà Năm. Dạo này bà thường mất ngủ quá. Mà sao mình không mời thầy Lan đến khám cho bà vậy ông? Bà Năm bị như vậy á vì là do vẫn còn thương tiếc cậu Út, chứ có bệnh hoạn gì đâu mà kêu tới khám. Đó, người ta gọi là tâm bệnh thôi. Nhưng mà không lẽ để bà Năm như vậy ngày này qua ngày khác sao hả ông ba? Con nhìn thấy xót xa cho bà quá. Bà Vú đang đi xa để thỉnh bùa cho bà Năm, một mình con không biết xoay sở ra sao nữa. Bình sinh á, bà Năm bà vẫn tốt với tao. Nay bà có chuyện gì tao cũng xót xa lắm. Đêm đêm tao cũng khấn vái trời Phật cho bà Năm bà qua kiếp nạn này. À, nói tới tao mới nhớ, tao có một miếng trầm hương loại tốt nè. Mày á, đem đốt trong phòng cho bà Năm dễ ngủ. Nhớ là phải lo chu đáo cho bà, coi như là đói công chuộc tội. Để bà xí xóa chuyện cũ cho mày nghe không? Dạ. Đi đi. Dạ. Ông cầm trầm này, biểu con nữ đốt trong phòng bà Năm. Nhớ là đốt khi bà ngủ, nhớ chưa? Rủi nó không nghe lời thì sao hả bà? Cái nó đốt chỉ là cái cớ thôi. Ông cũng phải đốt bên ngoài phụ quả, cho trong phòng ngập ngụa khói hương. Loại này nó không dễ ngủ, mà làm cho con người ta tâm thần bứng loạn. Chừng vài ngày nó sẽ thấm, thì con người tâm thức sẽ không làm chủ được nữa, sanh u uất, rồi dẫn đến hành động không tỉnh táo. Phần ông, nhớ phải làm theo lời tôi chỉ dạy. Bà về rồi hả bà Vú? Dạ, bà Vú chưa về. Bà ơi, bà uống chén thuốc này cho dễ ngủ nha bà. Tao không uống. Mày đi ra đi, đừng để tao nhìn thấy mặt mày nữa. Tội con gây ra con không mong gì được tha thứ, nhưng bà ráng phải bảo trọng nha bà. Bà đã nhiều đêm không ngủ rồi, cứ kéo dài như vậy hoài nguy hiểm lắm bà. Tao chết có khối người mừng, họ còn ngã heo ngã bò để ăn mừng nữa kìa. Bà, con năn nỉ bà đó, bà uống miếng thuốc đi. Bà cứ phiền não như vậy hoài, cậu Út ở dưới suối vàng cũng không an lòng đâu. Mày
Câm miệng. Ai cho mày mở miệng nhắc tới con tao? Vì ai mà bây giờ con tao như vậy chứ? Vì mày, vì mày mà con tao ra người thiên cổ, che nhà phải khóc bằng con. Mày, mày là ác phụ. Bà ơi, bà ơi, bà ơi. Ông ơi là ông, sao con lỡ bỏ má đi? Con đi rồi má sống làm sao đây hả ông ơi? Sao con bỏ má mà đi vậy ông ơi? Ông ơi. Ông ơi, sao bỏ má đi vậy? Ông ơi, má không sống nổi. Ông ơi, con ơi, ông ơi, ông ơi, ông con. Ông ơi là ông. Đừng bỏ má đi con ơi. Tiểu thơ, lại nhớ đến Điền công tử sao? Tiểu thơ, tiểu thơ cho em nói thiệt một câu nha. Em muốn nói cái gì? Tiểu thơ à, em thấy ngày đêm tơ tưởng, nhớ thương về huynh ấy á, đến nỗi thân thể hao gầy gì nè, mà không biết là huynh ấy có nhớ về tiểu thơ hay không. Không khéo á, tiểu thơ vì một người mà. Em nói giọng điệu y như cha ta vậy. Ta còn chưa hỏi tội của em đã bếp xếp chuyện của ta. Ở đó mà nhiều chuyện. Tiểu thơ, lão gia cũng vì thương tiểu thơ mới làm như vậy. Lão gia bỏ hết công việc sang tận làng mộc để tìm Điền huynh, chẳng phải là vì lo lắng cho tiểu thơ hay sao? Mà tiểu thơ ơi, em thấy Điền huynh công tử sao sao á. Thương á thì không biết có thương không, yêu á thì không biết có yêu không. Em thấy á, công tử á cứ lững lững lơ lơ làm sao. Mày còn nói lẹo. Tiểu thơ, bây giờ tiểu thơ có rầy em á thì em cũng nói. Thiệt tình là em không biết Điền huynh nghĩ gì, hay là Điền huynh có nỗi khổ gì mà không dám nói. Ta không rõ, nhưng ta không thể nhầm lẫn được. Ánh mắt của huynh ấy khi nhìn ta chứa chan tình cảm của huynh ấy dành cho ta. Như vậy á, một á là tình cảm của huynh ấy chưa đủ mạnh để thốt nên lời. Hai á là huynh ấy là người không quyết đoán, ngay cả nói thiệt lòng với người mình yêu á cũng không dám, thì đúng là dở ẹt. Em không phải là huynh ấy, sao biết huynh ấy đang nghĩ gì? Thì tiểu thơ đã nói rõ là lão gia không cho tiểu thơ quay lại trường, còn ép uổng tiểu thơ lấy chồng, mà có thấy cậu ấy nói gì đâu. Không lẽ cậu ấy không sợ mất tiểu thơ sao? Thôi ta không muốn nghe em nói nữa, em đi ra ngoài đi. Dạ. Như vậy á, một á là tình cảm của huynh ấy chưa đủ mạnh để thốt nên lời. Hai á là huynh ấy là người không quyết đoán,
Ngay cả nói thiệt lòng với người mình yêu á cũng không dám, thì đúng là dở ẹt. Không lẽ cậu ấy không sợ mất Tiểu Thơ sao? Điền huynh, muội cũng muốn biết trong lòng huynh đang nghĩ gì. Trúc Yên, Trúc Yên, Trúc Yên, Trúc Yên ơi, Trúc Yên ơi, Trúc Yên. Ai đó? Ai biết tên tộc của tôi mà gọi tôi vậy? Bà không nhận ra tên của tôi sao? Là mình sao? Là ông đó sao? Ông đang ở đâu? Tôi về thăm mình đây. Mình ơi, mình về đây để trách móc em đúng không mình? Em có tội lớn lắm. Em không chăm sóc con chu đáo. Con nó bỏ em đi rồi mình ơi. Mình không có tội gì hết. Đó là do số mệnh của thằng Út mà. Tôi ở dưới âm cảnh lạnh lẽo cô đơn, mời rượu nó xuống cho có người bầu bạn. Thằng Út đi rồi, em không tiếc sống nữa mình ơi. Ai cũng ức hiếp em hết. Họ coi em như là cái gai trong mắt. Vậy thì mình còn liên tiếc căn nhà này làm gì nữa? Hãy đi với tôi và thằng Út đi. Cha con tôi giờ rất vui vẻ bên nhau. Con nó nhớ mình lắm. Đi với con với tôi đi mình. Mình nói đúng. Mình ơi, mình với con chờ em nha. Em sẽ xuống với mình. Em sẽ xuống với con đây. Mình nói đúng. Em sẽ xuống dưới đó với mình. Mình nói con chờ em nha. Em sẽ xuống với mình. Chờ má. Má sẽ xuống dưới đó với hai cha con của con. Phật ơi, em Năm ơi, chị Hai ơi, chị Ba ơi, em Năm tự tử rồi nè. Chị Hai ơi, chị Ba ơi, cứu em Năm đi, em Năm thắt cổ tự tử rồi nè. Chị Hai, chị Ba ơi, cứu với, em Năm ơi, em sao gì nè, mọi người ơi. Trời ơi, bà Tư ơi, có chuyện gì vậy bà? Trời Tư ơi. Hả? Có chuyện gì vậy? Chị à, em Năm vì buồn nên nghỉ quẩn, đã trèo cổ quyên sinh. Trời đất quỷ thần ơi, sao ra nông nổi này? Hả? Chú Ba, chú Ba coi nó còn sống không? Nó còn thở không? Dạ dạ dạ. Thôi thôi, được rồi. Em đã kiểm tra rồi, em Năm vẫn còn thở, nhưng coi mọi yếu lắm. Mô Phật. Cái gì vậy? Cái gì mà ồn ào giữa đêm khuya vậy? Em tình cờ qua thăm em Năm, vừa bước vô á thì em thấy em Năm đã treo cổ quyên sinh. Cũng may á là em phát hiện kịp, em tri hô lên. Mô Phật, vậy là em Năm thoát nạn rồi hả?
Em Năm ơi là em Năm, có chuyện chi mà uất ức thì em cứ giải bài với mấy chị ở đây, cớ sao mà em tự tử như vậy. Cũng may, cũng may là có mấy chị ở đây có mặt kịp thời, chứ không thôi bây giờ mấy chị đã đưa tiễn em đi rồi. Em Năm ơi là em Năm, sao em dại dột vậy? Em mà có chuyện gì thì chị làm sao mà ăn nói được với ông hả em? Tuy là trong nhà mình đang có chuyện buồn, nhưng theo lệ cả nhà cũng phải họp mặt đầy đủ đặng xử lý chuyện gia đình. Nhưng mà việc này á có căn dự tới em Năm. Đợi cổ khỏe đi rồi mình hỏi ý cổ coi làm sao. Em Năm vẫn còn nằm liệt giường, không gượng dậy nổi chị ba. Thấy tình cảnh của cổ mà chị thương hết sức. Có một thằng con trai coi như vàng như ngọc, vậy mà nó đột ngột ra đi, hỏi ai mà chịu cho thấu. Mong sao cho thằng Út sống khôn thác thiên, phù hộ cho em Năm được mạnh giỏi. Thằng Út dẫu sao cũng mồ yên mã đẹp rồi, nếu mà mình cứ tiếc thương nhắc tới nó hoài, e là nó sẽ dấn dương, khó mà siêu thoát được đó. Hôm nay gia đình mình họp lại là để bàn chuyện con nụ, đúng không chị Hai? Chuyện gia đình rối rắm, nhưng có những chuyện cần phải xử lý rốt ráo, đừng để nó dây dưa mà mang tiếng thị phi, lại còn ảnh hưởng thanh danh gia đình. Nào giờ con nụ ở trong nhà tuy mang tiếng là vợ thằng Út, nhưng thật ra nó cũng chỉ là kẻ ăn người ở. Nhưng nay thằng Út cũng đã mất, mình cũng phải sửa đổi lại thân phận của con nụ coi sao cho được, chứ không khéo lại mang tai mang tiếng. Chị Hai à, chị lo sau này con nụ nó mần việc chi không phải, phải không? Rồi làm hại tới danh tiếng của gia đình mình sao? Chứ còn gì nữa, nói đâu xa, ngay trong nhà mình đây nè, không cẩn thận là có ngày mang họa đó. Cái con nhỏ này nè, chỉ toàn đem đến chuyện xui xẻo. Từ ngày nó ở đây á, gia đình mình cứ xào xáo, vợ chồng thì bất hòa. Em Ba à, mình phải lo xong chuyện của con nụ, đừng có đi xa vời quá. Chị tính như vậy, mình làm mâm cơm cúng kiến tổ tiên ông bà, rồi để con nụ trả lại danh phận không làm vợ của thằng Út nữa. Như vậy sau này nó có làm gì chăng nữa thì cũng không ai dám nói nó là vợ thằng Út hay là con dâu nhà họ Trương. Xong rồi mình cho nó một ít tiền, rồi biểu nó đi xa lập nghiệp. Chị tính như vậy đó, hai em thấy như vậy có đáng không? Chị Hai tính như vậy em thấy chưa có được. Nói nào ngay, cho dù mình có làm 10 cái lễ đi chăng nữa cũng không ai quên nó là vợ thằng Út hết á, thì làm chi chứ mất công vậy? Vậy chứ em tính sao? Nếu đã tính á thì phải tính cho trọn vẹn. Thiệt ra nếu muốn con nụ sau này không vi phạm tới luân thường đạo lý thì chỉ còn một cách duy nhất mà thôi, bắt nó xuất gia, suốt đời nương nhờ cửa Phật, không màng tới chuyện trần thế nữa. Việc đó cũng tốt cho nó mà, chồng chết thì phải thờ chồng cho trọn đạo phu thê chứ. Chị Hai, chị Ba làm vậy có thất đức lắm không? Con nụ mang tiếng là gái có chồng, nhưng chỉ là trên danh nghĩa. Nó mới có chừng đó tuổi mà ép nó lên chùa làm ni cô, như vậy cuộc đời của nó tới đây là hết sao? Đã mần việc lớn thì đừng nghĩ tới mấy cái chuyện nhỏ nhặt. Bộ em muốn đi theo nó canh chừng nó tới suốt đời hay sao? Nó đã tới tuổi biết dụ dỗ đàn ông rồi đó. Không phải là chỉ muốn nhắc lại chuyện cũ, nhưng mà cũng do nó lả lơi với thằng Tư, cho nên thằng Út mới gặp nạn như vậy đó. Con này nó cũng ghê gớm lắm.
Chị nghĩ đây cũng là một cách để tránh cho thằng Tư gặp họa đó em. Cách mà em ba nói tuy có chút nhẫn tâm, nhưng nếu mình mừng như vậy thì sẽ không còn lo danh tiếng gia đình của mình nữa. Có điều chỉ sợ thiên hạ bàn tán cho là gia đình của mình tán tận lương tâm. Cớ chi chị lại sợ mang tiếng thiên hạ? Nó là đầy tớ của mình mà, thì sống hay chết là do mình định đoạt, đúng không nè? Thôi vậy, chị thấy tính như là em ba, vẹn cả đôi đàn, vừa tránh được tai tiếng sau này, vừa được khen là biết đối nhân xử thế trọn tình trọn nghĩa. Không được. Em Năm. Kìa, em Năm. Nó không thể đi ra khỏi nhà dễ dàng như vậy được. Chị Hai à, chị không có được cho con Nụ đi ra khỏi nhà nửa bước. Nó phải chuộc lỗi với thằng Út nhà em. Suốt đời nó phải sám hối trước vọng linh của thằng Út. Nó phải đọc kinh cúng bái cho thằng Út. Chị ba à, thằng Út nhà em đã chết oan ức lắm. Nếu mà đổi lại không phải thằng Út mà là thằng ba nó bị hại chết thì chị có bình thản như vậy không hả chị ba? Chị Tư, chị nhân từ lắm mà, chị độ lượng lắm mà. Chị Tư, nếu như nó là người gây ra tai nạn cho con chị đó, chị tính sao hả chị Tư? Tại sao vậy? Tại sao mọi người lại im lặng như vậy? Tại sao không ai hiểu cho tôi hết vậy? Tôi đang đau lắm biết không? Đau như ai cắt từng đoạn ruột. Con tôi nó đã bỏ tôi đi rồi. Vậy mà cái người hại con tôi, nó còn sờ sờ ra đó. Bây giờ không ai giúp tôi trả hận hay sao? Trời ơi, em mà, từ từ đi em. Mấy chị cũng đang ngồi đây bàn bạc chuyện của em đây nè, chứ đã quyết định gì đâu. Nếu mà ai thả con Nụ đi, tôi sẽ chết trước mặt người đó cho người đó coi. Được rồi, được rồi. Thôi được rồi, em bình tĩnh lại đi. Chị sẽ sắp đặt theo ý của em. Bắt đầu từ ngày mai, chị sẽ mời sư thầy về bắt con Nụ phải thủ tiết thờ chồng suốt đời. 3 năm ròng nó phải ăn chay niệm Phật, tới bữa cơm cũng phải cúng cơm cho chồng, đêm về phải quỳ trước bàn thờ để tụng kinh siêu độ cho chồng. Sau 3 năm nó sẽ không được xả tan, không được tái giá. Như vậy em có bằng lòng chưa hả em Năm? Út ơi là Út, ba cũng vì con mà bắt nó phải chuộc tội. Giống hồn của con về đây chứng giám cho má nhà con. Út ơi là Út, con chết hoang quá mà Út. Út ơi. Con tên Nụ, năm nay 20 tuổi, đã kết duyên cùng cậu Út Trương Bảo Điền. Nay chồng con không may giáng số đoạn mệnh, đã lìa trần, chiếu theo luật lệ gia phong, con xin được thủ tiết thờ chồng suốt đời. Thủ tiết thờ chồng nghĩa là sao hả thầy? Mày còn không biết đó là gì hả?
Tức là mày phải suốt đời thờ cúng con tao, không được dòm ngó đến thằng đàn ông nào khác. Không mau đọc tiếp đi. Đọc nhanh lên. Em Năm. Mày đọc. Con nguyện từ đây sẽ ăn chay niệm Phật, cầu nguyện cho chồng con mau được siêu thoát. 3 năm ròng ngày con cúng cơm, đêm quỳ đọc kinh. Đời này kiếp này không được xả tan chồng. Mau đọc lên. Mau đọc lên. Em Năm, bình tĩnh đi em. Mày còn không bao đọc hả? Em Năm mà. Em mày có đọc lại không? Mày đọc đi. Đọc nhanh cho tao. Con nguyện, nguyện từ nay sẽ ăn chay niệm Phật, cầu nguyện cho chồng con sẽ mau được siêu thoát. 3 năm rồng ngày nó cũng cơm, đêm con quỳ đọc kinh. Đời này kiếp này đọc nhanh lên. Bảo lên. Em Năm mà. Đọc lớn lên. Xỉu rồi, không phải nó ngủ đâu. Em làm vậy nó chết đó em à. Nó chết kệ nó, nó chết mấy kia em cũng không hả dạ nữa. Thôi mà em Năm. Nhai ơi, Nhai. Buông ra. Nhai ơi, lẹ lên. Dạ thưa ba. Mau, buông ra. Mày mau đỡ nó ra phía sau chòi, sức dầu cạo gió cho nó, rồi cho nó ăn cháo cho nó tỉnh nghe không. Dạ. Cái này là tại nó đói quá cho nên nó mới xanh xao như vậy đó. Nụ tỉnh lại, lẹ lên đi. Em Năm à, bình tĩnh đi. Em Năm, em bình tĩnh lại đi. Nụ, nó phải vậy đọc kinh cho con nghe. Ờ, chị biết rồi, chị biết rồi. Nó phải vậy đọc kinh cho con nghe. Buông em ra. Đi vô nghỉ đi. Đi em. Nó phải vậy đọc kinh cho con nghe. Em Nụ, Nụ. Mày đúng là số khổ mà. Thôi chờ tao chút xíu, tao đi nấu cho mày miếng cháo, ăn cho tỉnh nha. Năm con lại bà,
Con xin bà, xin bà hãy tha cho con. Con không chịu nổi nữa đâu. Con không có làm biến làm nhát đâu. Bà ơi, con hết chịu nổi rồi. Con xin bà, bà tha cho con đi bà Năm. Bà Năm ơi. Bà Năm ơi. Con xin bà tha cho con đi. Nụ ơi nụ à, nhìn mày ta không kìm được lòng. Cậu hai, tại sao là cậu? Nhài đâu? Con nhài nó đi nấu cháo cho mày rồi. Mày lạnh lắm đúng không? Để tao ôm cho mày ấm nhẹ. Nụ ơi. Cậu hai, cậu buông tôi ra đi. Buông tôi ra. Buông ra. Tôi xin cậu mà. Nè, mày làm cái gì mà mày sợ cậu dữ vậy? Tôi xin cậu. Cậu có hại gì mày đâu. Cậu thương mày lắm. Cậu sợ mày bị kiệt sức vì bà Năm hành hạ mày, nên cậu có mang cho mày miếng sâm nè. Mày ngậm miếng sâm này vô đi. Mày ngậm đi cho mau lại sức nghe không? Đừng có cãi cậu, ngoan nè. Ngậm đi. Nụ nè, sâm này tốt lắm. Ngậm một chút thôi là lại sức hả? Nụ nè, cậu lo cho mày như vậy thì mày phải trả ơn cho cậu chứ. Ngoan nha nụ. Cậu thương mày lắm nụ ơi. Tôi xin cậu, cậu tha cho tôi đi. Cậu ơi, bởi giờ cậu đang gặp dằn xui. Mà nghe nói lấy được tinh tiết của con gái thì sẽ hóa giải được hết dằn xui. Mày đừng có sợ. Cậu thương mày lâu lắm rồi. Ơi, cậu, cậu quay đi nụ ơi đi. Nè, mày còn sức chống cự nổi sao? Ngoan đi. Cậu chỉ cần xả xui thôi, rồi sau này cậu sẽ không làm phiền tới mày nữa đâu. Chị hai, chú đừng lo, tôi sẽ không nói với ai đâu. Anh chú làm chuyện bất nhân thì chú ra tay ngăn cản là đúng mà. Chú cứ mặc kệ ảnh, để ảnh nằm ở đó. Còn chú về phòng ngay đi, nếu không sẽ gặp rắc rối đó. Dạ, nhưng mà còn cứ để tôi thu xếp, chú yên tâm đi. Dạ. Má sẽ biểu con nụ xuống đặng chăm sóc cho con. Má sẽ bắt nó đi liền mà. Chờ má một chút. Nụ ơi, mày đâu rồi hả? Con nụ đâu? Tao sẽ giết mày. Mày đâu rồi hả nụ? Mày đâu rồi? Nụ ơi. Là má Năm đó. Bây giờ sao chị? Nụ ơi. Mày đâu rồi?
Tao sẽ giết mày. Nụ ơi, thằng Út nó kêu tao đưa mày xuống dưới đó để bầu bạn với nó. Thằng Út nó kêu tao là muốn gặp mày, phải đưa mày xuống dưới để gặp nó, để cho nó có bầu có bạn. Nó thích mày lắm Nụ ơi. Nụ ơi Nụ, mày gặp thằng Út mày nhớ chăm sóc nó chu đáo giống như trên này nha Nụ. Tao sẽ gửi giấy tiền vàng bạc xuống cho mày để mày lo cho thằng Út. Mày bây giờ mình tính sao đi hả chị? Chú mau đưa con Nụ ra khỏi đây đi. Chuyện ở đây để chị lo cho. Chị kêu em đưa Nụ đi trốn sao? Nhưng mà bây giờ em biết đi đâu chứ? Đi đâu cũng được. Đi đâu cũng được hết, miễn là trốn khỏi nhà này. Càng xa càng tốt. Chú phải đi ngay trong đêm nay. Chú qua khỏi ngày mai e là sẽ không còn kịp nữa. Khi nào chú tìm được chỗ cho con Nụ ở tạm thì chú đi thẳng qua Lan Mộc. Như vậy sẽ không ai nghi ngờ chú hết. Mau lên đi, mau lên, đừng chần chờ nữa. Anh hai với má Năm mà tỉnh dậy là chết đó. Em đi nha chị hai. Chú đi đi. Dạ. Năm nhà chồng tôi đã như vậy rồi. Cậu Hai ơi, cậu bị sao vậy cậu Hai? Má Năm. Cậu Hai ơi, cậu Hai. Cậu Hai ơi, con này cậu Hai. Cậu Hai, tỉnh lại cậu Hai ơi. Cậu sao vậy nè? Cậu Hai. Cậu. Cậu. Sao, sao cái cổ tao đau vậy? Mình có sao không? Sao cái cổ tôi đau quá vậy nè? Sao cậu Hai lại ở dưới này? Có chuyện gì vậy cậu Hai? Còn ba năm nữa, sao cũng ở dưới đây? Má có sao không má? Dài. Dạ. Mày đưa con Nụ xuống trời. Rồi sao nữa? Dạ, con vào bếp nấu cho nó miếng cháo, ăn cho lại sức à. Còn thằng Hai, cớ chi, tại sao lại ngất xỉu ở trong trời? Con cũng đâu có biết đâu. Con đang đi ra ngoài vườn dạo mát thì tự nhiên có ai đó đánh sao gái con, rồi làm con bất tỉnh luôn. Chồng con nói phải đó má. Con thấy ảnh ra vườn lâu quá không vô ngủ, cho nên con mới ra dòm thử. Ai về đâu, tới ngang trời thì thấy chồng con và má Năm nằm bất tỉnh ở đó. Mà lạ, trên tay của má Năm còn cầm một khúc gỗ thật to nữa chứ. Không lẽ em Năm lại đánh thằng Hai ngất xỉu? Ủa,
Mà mắc gì em Năm đánh nó chứ? Tôi thấy thần sắc của em Năm ngày càng tệ. Chị coi lo cho em nó làm sao, chứ để lâu không tốt à. Hương Liên à, lúc con tới đó thì con Nụ đâu? Dạ, khi con tới cửa chòi thì cửa chòi đã mở rồi. Còn con Nụ thì con không thấy trong đó. Không lẽ nó đã bỏ trốn? Hay là người đánh thằng Hai là con Nụ? Ừ, chắc không phải vậy đâu chị Hai. Nhài. Dạ. Lúc mày đưa nó xuống đó, nó đang bị ngất xỉu hay sao Nhài? Dạ. Dạ đúng thưa bà. Chuyện này kỳ khôi lắm. Cái gì mà người thì mất dạng, người thì bị đánh bất tỉnh, rồi bây giờ hỏi cũng chẳng ai nói cho rõ ràng. Chắc chắn là phải có người nào đó làm xáo trộn mọi chuyện lên như vậy. Xui là hiện giờ thằng Ba nó đang ở trên kinh, mấy ngày nữa nó mới về. Ủa rồi thằng Tư đâu? Nãy giờ mọi người rần rần lên hết mà sao không thấy nó vậy? Má Tư, chiều nay chú Tư đã đi qua làng mộc rồi. Má quên rồi hả? Ủa? Đúng rồi. Lúc chiều con đứng trước cửa, chú Tư đi ngang có chào con. Chú nói thầy nhắn có người bảo chú qua gấp, nên chú đi gấp quá không kịp chào hỏi các má. Chú Tư có dặn má Tư là có gì nói đỡ. Má Tư, má quên rồi hả? Tại xảy ra tùm lum chuyện cho nên má quên á. Dạ đúng rồi đó chị, thằng Tư nó qua làng mộc từ hồi chiều lận. Việc này càng nghĩ càng thấy kỳ. Không lẽ con Nụ nó gan dữ vậy sao? Thôi, mọi người về phòng nghỉ đi, rồi mai mình tính tiếp. Nhưng mà rủa con Nụ nó trốn ra ngoài, rồi ăn nói bậy bạ, làm bỉ mặt gia đình mình thì sao? Chứ không lẽ giờ này kêu người đi báo quan, rồi phải ngồi thức cả đêm đợi người ta đi truy lùng hay sao? Đợi cho đến khi nào bắt được nó mới thôi hả? Dù gì cũng phải đợi thằng Ba về rồi mới tính. Mấy chuyện lớn như vậy cứ để cho nó toàn quyền quyết định đi chị. Thôi đi ngủ đi. Dạ. Con đi nghỉ đi. Việc này ai đó đứng đằng sau ném đá giấu tay. Chắc chắn con Nụ nó không thể một mình mà bỏ trốn được. Là bà Ba hay là bà Tư? Tại sao thằng Hai với em Năm lại ngất xỉu dưới chòi mà không có con Nụ? Con Nụ biến đâu mất? Vậy thì ai dắt nó chạy trốn? Không lẽ thằng Tư nó cả gan như vậy sao? Nhưng còn Hương Liên nói thằng Tư nó quay về làng mộc rồi mà. Vậy ai làm chuyện này? Hay là bà Hai, bà kêu thằng con của bà làm khổ nhục kế để giải thoát cho con Nụ, để chọc tức em Năm? Chắc chắn là có âm mưu gì trong cái chuyện này rồi. Hồng
không biết chuyện xảy ra đêm nay có liên quan gì tới con trai mình hay không. Tại sao tự nhiên con Nụ biến mất thì nó cũng mất tích luôn. Còn con Hương Liên nữa, có dính líu gì trong vụ này mà nó lại nói đỡ cho thằng Tư? Lạy trời lạy Phật cho thằng Tư nó đừng có dính vô vụ này. Tỉnh rồi hả? Đã đỡ mệt chưa? Cậu đưa tôi đi đâu vậy? Mình đang ở đâu đây? Tôi cũng không biết nữa. Sau khi rời khỏi nhà, tôi cứ cắm đầu chạy miết, cho tới khi thấy cái chòi bỏ hoang giữa rừng thì tôi mới ghé vô. Cũng may là có vài củ khoai, cho nên tôi nướng cho cô ăn đỡ đói nè. Chín rồi, cô ăn đi. Còn chuyện nóng đó, cô ăn xong á rồi ngủ một giấc cho khỏe. Sáng mai cô hãy đi thì xa nơi này, rồi kiếm việc gì đó mừng ăn sinh sống. Cô đừng quay về đây nữa. Đi đâu bây giờ chứ? Còn cậu thì sao? Cô đừng có lo cho tôi. Ở đây có chút tiền, cô đem theo mà hộ thân. Cầm đi. Ở đây có chút tiền, cô đem theo để hộ thân. Cầm đi. Sao cậu lại tốt với tôi như vậy? Tuy là danh phận cậu Tư nhà họ Trương, nhưng tôi đâu có khác gì kẻ ăn nhờ ở đậu trong gia đình này đâu. Đi cũng không dám đi mạnh, nói thì phải nói khẽ vì sợ làm mất giấc ngủ trưa của họ. Hai má con tôi lúc nào cũng phải sống trong cảnh nín nhịn và phải nhìn sắc diện của họ mà sống, cho nên tôi dễ đồng cảm với thân phận của kẻ ăn người ở trong nhà lắm. Đứng yên má coi, con trai của má đẹp trai quá, thiết là khôi ngô tuấn tú. Ra dáng trưởng nam của nhà họ Trương lắm rồi đó nha. Dạ. Nè, ngày mai á nhà mình có đám tiệc, con nhớ phải nghiêm chỉnh khoan thai để cho má hãnh diện với bà con nghe chưa. Dạ. Chào, đổi cái áo này đi, tao muốn lấy áo mày. Ủa cái áo này là áo của em mà, sao anh lại?
Má, con muốn cái áo của nó. Ủa, nhưng mà áo này là áo của em à. Không, má ơi, con muốn cái áo. Nè, áo của con đẹp hơn áo nó mà con. Không, con muốn cái áo này. Không. Mày đưa cái áo mẹ. Này đây. Không. Mày đưa đây, cởi ra đi. Không. Áo đây. Đưa áo đây. Phúc Điền, Phúc Điền. Phúc Điền à. Thôi con, sao con lại giằng co với anh hai con vậy hả? Cái này là áo của con mà, tự nhiên anh hai đòi đổi áo. Má Tư, má mau kêu thằng Tư cởi cái áo ra đổi với con đi. Con muốn mặc cái áo của nó. Con muốn đổi áo. Thôi, con đưa áo cho anh hai đi. Rồi còn lấy áo anh hai con mặc. Má thấy áo nào cũng mới may mà, áo nào cũng đẹp hết mà. Con thấy áo nào cũng đẹp, áo nào cũng mới. Tại sao anh hai lại đổi với con? Sao ảnh không mặc áo của ảnh đi? Thì anh hai con thích như vậy mà. Con nhường anh hai một chút cho em chuyện nha con. Thích gì mà thích ngang ngược vậy hả má? Lần nào cũng vậy, cứ thích cái gì á là bắt con nhường. Lúc nào cũng bắt con nhường là sao? Tại anh hai con lớn cho nên anh hai con có quyền. Con phận làm em, con nhường nhịn một chút có sao đâu con. Anh lớn thì có quyền làm trời, vậy sao má? Con à, con nhịn nhiều lần rồi, lần này con không nhịn nữa đâu. Phúc Điền à, con nghe má nói nè. Nếu con thương má thì con nghe lời má. Mình chịu thiệt thòi một chút không sao đâu con. Chuyện trong nhà miễn là hòa thuận vui vẻ với nhau. Chứ chỉ vì cái áo mà người này mặc nặng mày nhẹ với người kia thì mình cũng đâu có sung sướng gì hả con. Con ngoan nha, nghe lời má nghe con. Áo nào mình mặc cũng được hết nha con. Không sao hết á nha con. Nè, con ngoan, con nghe lời má. Má thương con. Phong Điền cũng là anh hai của con. Con hãy ngoan ngoãn nghe lời của má. Con ráng nhường nhịn anh hai để cho trong nhà được hòa thuận, mọi người vui vẻ, nghe không con? Giờ con mặc áo này vô đi. Mặc vô đi con. Không thôi con bị lạnh đó. Con ngoan, ngoan nha con. Mặc vô đi con. Con nghe lời má. Ngoan nha con. Con trai của má, con của má là phải ngoan. Nè, cô coi á mà dạy dỗ con cái của cô cho đàng hoàng, lầm lì, ương bướng, không biết tôn ti trật tự, không biết trên biết dưới là không có được đâu nha. Nên nói cho nó nhớ, trong cái căn nhà này nè, ai lớn ai cả, phải biết điều và phải phép, biết chưa? Dạ chị. Cậu thiệt là người tốt bụng. Thân phận tôi đòi như tôi phải hứng chịu những trận đòn roi trút giận của chủ cũng là lẽ đương nhiên thôi. Cũng may trong cái tuổi nhục đắng cay, tôi có được sự quan tâm và giúp đỡ của cậu. Từ đó tới giờ, cậu lúc nào cũng là người tốt trong mắt của tôi hết. Tôi mà tốt gì chứ? Một kẻ sống nhu nhược, yếu hèn, luôn phục tùng và chăm sóc nghe theo lệnh của người khác, thì có gì là tốt hay đẹp chứ? Tôi á, thật sự là đang sống cho má tôi vui thôi. Em cũng thương bà Tư nữa, vì bà luôn nhẫn nhịn, ôn hòa mọi việc. Bà cũng chưa bao giờ nặng lời với người ăn kẻ ở. Từ nhỏ, má tôi luôn dạy tôi là phải nhường nhịn và phải biết điều nếu muốn sống yên trong căn nhà này, kể cả những điều mà tôi yêu thích như miếng bánh hay đồ chơi. Khi nào người ta bỏ, tôi mới dám lượm về chơi lén lút. Cô thấy tôi có đáng thương không chứ? Cậu Tư, cậu đừng mặc cảm như vậy. Cậu là người tốt thì trời Phật sẽ phù hộ cho cậu.
hai má con của cậu chắc chắn sẽ gặp điều may mắn trong cuộc sống. Thử xong, chứ tôi thấy mình cứ nhường nhịn xuống rồi thua thiệt, và không còn là chính mình nữa. Mà thôi, hôm nay tôi trải lòng với cô như vậy thấy cũng ngu ngoan một chút. Ngày mai khi mặt trời ló dạng, tôi cũng phải tiếp tục sống. Thôi, cô đi ngủ sớm đi cho lại sức. Tôi cũng ngủ đây. Rồi hả? Con đi đâu vậy? Sao đêm qua con mất biệt, rồi con nụ cũng biến mất luôn vậy hả? Con đang giấu má chuyện gì phải không? Cả đêm qua má không ngủ phải không? Con xin lỗi vì đã làm cho má phải lo lắng. Má không có sao, nhưng mà con phải nói rõ đầu đuôi câu chuyện cho má nghe đi. Con với chị hai con đang che giấu chuyện gì hệ trọng lắm phải không? Còn con nụ nữa, con có dính líu gì tới chuyện nó bỏ trốn hay không? Má, thì ra chuyện này là... Má Tư ơi, má có trong phòng không? Vô đi con. Má dậy rồi. Chú Tư, chú về rồi hả? Rồi con nụ đâu? Em đưa cổ ra tới rừng, rồi kêu cổ bỏ đi thật xa, đừng trở lại nơi này nữa. Chú tính như vậy cũng đặng, nhưng mà có việc này tôi phải nói cho chú biết. Chuyện gì vậy chị hai? Má tôi có vẻ nghi ngờ tôi với chú đó, chú phải cẩn thận nghe không? Nếu má tôi có hỏi chuyện gì thì lựa lời mà nói cho xuôi, chứ nếu chuyện này mà lộ ra, cả tôi và chú cũng không được yên thân đâu. Sáng nay tôi tưởng chú chưa về, tôi tính vô trấn an má Tư, nhưng mà chú về rồi. Thôi, tôi ra ngoài đây. Dạ chị hai. Chào má. Phúc Điền à, chuyện này là sao hả con? Hả? Chuyện này á, chỉ có con với chị hai biết thôi, không ai biết đâu, không ai phát giá ra đâu, má cứ yên tâm. Tại sao con dám làm chuyện động trời vậy hả Phúc Điền? Rủi má hai hay anh ba con biết được thì má biết ăn nói sao đấy hả? Vậy là những chuyện người ta nghi ngờ con là đúng hay sao? Con đừng vì một phút yếu lòng mà sa vào tình cảm trai gái, mà làm chuyện dại dột như vậy chứ. Má không dám nghĩ tới hậu quả như thế nào nếu mà mọi người biết được chuyện này. Má đã khuyên can con hết lời rồi, mà sao con vẫn bỏ ngoài tai vậy hả con? Má à, má cứ bình tĩnh lại đi. Mọi chuyện đã qua rồi, không ai hay ai biết gì đâu. Má đừng có lo lắng thái quá như vậy chứ. Thôi, con thu xếp đồ đạc rồi qua làng Mộc Liên cho má đi. Má không muốn con ở nhà thêm một ngày nào nữa hết á. Con mau về phòng thu xếp liền cho má đi. Má à? Đi, đi, mau lên. Em Tư. Ủa? Ủa thằng Tư đây nè. Sao nói nó qua làng Mộc rồi? Dạ, nó mới vừa về đó chị. Vừa về hả? Dạ. Qua đó rồi trong đêm về sao? Nó có phép phi thần sao? Dạ, con đi tới cổng làng
thì con nhớ là con để quên sách, cho nên con mới quay về để con lấy. Dạ, thôi bây giờ con lên đường để cho kịp, chứ không là thầy quở. Con xin phép hai má. Những gì tôi đưa ra trong văn tự, cậu thấy có đúng ý không? Chỗ nào không vừa ý, cậu cứ nói, tôi sẽ chỉnh sửa lại. Tôi lưu ý một điều, khi làm việc với bọn thương buôn Tây Vực, ông nên xem kỹ những điều khoản, tránh kẻ hở để bọn chúng lợi dụng và trục lợi. Còn những cái khác, tôi thấy cũng có lợi. Tôi sẽ lưu ý theo lời cậu nói. À, tôi có chuyện này muốn nói với cậu. Cậu biết ông Tô chứ? Hiện nay đoàn tàu 20 chiếc của ông ta đang buôn hàng gốm sứ, lụa và thủ công mỹ nghệ. Ông ta đi các nước lân cận, có điều là chúng đã cũ và hư hại nhiều. Tôi muốn bàn với cậu nên mua lại đoàn thuyền đó về sửa sang lại và sắm thêm vài chiếc thuyền mới. Cái chính á là ta lấy được mối lái và đường buôn chuyến, khả năng sanh lãi mỗi năm rất bộn. Tại sao ông lại nói cho tôi biết thương vụ này? Hiện nay theo tôi được biết thì ông ta muốn bán hết cho bọn gian thương nước ngoài với giá rất hời. Với mối quan hệ và danh tiếng của mình, tôi có thể đứng ra mua lại, nhưng phải có cậu giúp sức, cậu ra bạc thì tốt hơn. Tôi chắc chắn sẽ có lãi sau vài năm. Tôi tin tưởng vào tầm nhìn của ông trong ngành này. Giả lại, cũng không muốn đoàn tàu này lọt vô tay bọn thương buôn nước ngoài. Nè, ông cứ đi gặp ông ta và ngỏ ý, nếu được giá ta sẽ ra bạc mua ngay. Vậy thì tốt quá. Nếu có cậu thì sợ gì không thắng lớn. Hy vọng sau này mình là người một nhà thì ta sẽ thôn tính và làm chủ ngành thuyền buôn ở xứ này. Là người một nhà sao? À, chẳng lẽ bà chưa nói gì với cậu sao? Hai bên sắp là thông gia với nhau rồi. Con gái tôi, tiểu thư Ái Nhi, sẽ gả cho cậu nay mai. Xem ra sau này tôi cũng là cha vợ của cậu. Như vậy chẳng phải là người một nhà sao? Thì ra là vậy. Chuyện này thật là ngẫu nhiên đến kỳ lạ. Có phải má tôi đến gặp ông, rồi hai bên đã bàn bạc chuyện cưới hỏi? Tôi biết tại sao cậu lại tài giỏi và xuất chúng như vậy. Sau khi tôi gặp má cậu, tôi thấy bà ta rất nhân hậu và đức độ, lại hết lòng thương con trai mình. Nói thiệt, tôi rất là ngưỡng mộ. Nè, ông có quá lời không đó? Tôi không hề nói ngoa. Con gái tôi nếu được về làm dâu bà thiệt là có phước. Không phải mèo khen mèo dài đuôi, chứ con gái tôi nó rất sắc sảo và thông minh. Chắc chắn thế nào cậu chạm mặt sẽ vừa ý. Tôi cũng nói với bà nhanh nhanh làm lễ hỏi để cậu sớm sẽ bắt cô dâu. Chuyện này ông khỏi phải lo, má tôi ưng thì tôi ưng thôi. Cậu đúng là đứa con có hiếu. Tôi chỉ hơi thắc mắc một điều, trong cuộc hôn nhân này là do ông chọn rể hay là má tôi chọn dâu? Ai chọn cũng được, miễn sau này cậu và Ái Nhi trăm năm hạnh phúc. Vậy thì sau này tôi với ông cũng phải thay đổi cách xưng hô rồi. Như vậy thì tốt lắm. Mong rằng
hai cha con ta sau này sẽ xưng hùng xưng bá một cõi. Ta có một người rể tài giỏi như cậu đây thì tại sao lại không phát tài chứ? Vậy để chúc mừng, hôm nay ta uống một bữa thật say. Mời cậu. Mời cậu.